Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Mặc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách. Tập 59. Chương 581, Môn Quy. Mỗi lần Mặc Cầu ra ngoài là mất cả tháng, mọi người trong tông môn cũng quen dần. Lần này cũng giống như thế. Sau khi trở về từ tiên phường bí thị, Mặc Cầu cảm thấy trụ sở Thương Vũ phái có điểm khác lạ. Trên bậc thang đá lên trên núi có hai người quỳ gối, cúi đầu. Một người mặc đồ trắng đã nhiễm bẩn, làn da sưng đỏ ứ đọng máu chính là Lã Tử Đồng, vị thiên chi kiêu tử của Thương Vũ phái. Mặc Cầu ra điều suy nghĩ, lúc đi ngang qua kẻ này cũng liếc mắt nhìn mà không dừng chân, chỉ tiếp tục bước về phía đại điện. Ở trong điện, Tiết Lục Y đứng cạnh một nam tử tráng hán đang nơ nụ cười lạnh lùng, còn khuôn mặt Tiết Lục Y đã tái xanh. Nam tử kia tên Phong Duyệt Sơn, chính là tu sĩ đạo cơ mấy năm trước tiến nhập Thương Vũ phái, tu vi đạo cơ trung kỳ, hắn còn mang theo một ít đệ tử có quan hệ huyết thống nhập môn. Danh vọng người này tại Thương Vũ phái không thấp hơn so với Tiết Lục Y, thậm chí mơ hồ còn có ý lập môn hộ khác. Điều này khiến Hạng Phủ Minh không vừa lòng. Phong Duyệt Sơn không giống Mặc Cầu, đối phương rất hứng thú với quyền thế, chiêu thu hắn nhập môn có khác nào bảo hổ lột da mình. Điều này Mặc Cầu hiểu rất rõ. Nếu nói đến việc hứng thú với quyền thế thì Phong Duyệt Sơn còn chưa là gì, Tiết Lục Y mới là nhất. Sở dĩ nàng này mời Phong Duyệt Sơn nhập môn cũng là vì muốn áp chế danh tiếng của Mặc Cầu trong tông, đồng thời trợ giúp nàng xây dựng được một vị trí vững chắc. Nhưng mong muốn với thực tế chưa chắc đã giống nhau. Trong điện có nhiều đệ tử đi qua đi lại mà không dám lớn tiếng, bầu không khí ngột ngạt không tiêu tán. Mạc trưởng lão, nhìn thấy Mạc Cầu, Tiết Lục Y khẽ buông lỏng tâm tình nở một nụ cười. Ngươi đã về rồi, thu hoạch thế nào? Cũng không tệ. Mạc Cầu gật đầu. Hai năm tới đây sẽ không cần lo lắng về vấn đề dược liệu. Nói xong hắn quét mắt nhìn ra xung quanh rồi thuận miệng hỏi. Sao không thấy Hạng đạo hữu và Lương trưởng lão đâu? À, Phong Duyệt Sơn nghe thế thì than thở. Đám thủy khấu tàn phỉ năm xưa lại gây chuyện, phía dưới có mấy đảo có người bị thương, hai người đó đi qua xử lý chứ không được như Mạc trưởng lão không cần để ý tới ngoại sự, nhàn nhã riêng mình. Đối phương nói với ngữ khí có phần mỉa mai rồi cười nhạt. Dù sao tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có Mạc Cầu là khoảng thời gian qua không thấy làm gì, dường như không phải người của Thương Vũ phái vậy. Mạc Cầu không để ý đến thái độ của đối phương, chỉ hỏi, Lữ Tử Đồng gặp chuyện gì vậy? Hắn. Nghe đến cái tên này, sắc mặt Tiết Lục Y liền trầm xuống, một cỗ uy áp từ trên người hiện ra. Không khí trong đại điện trì trệ, chúng đệ tử không khỏi lo sợ trong lòng, ngay cả Phong Duyệt Sơn cũng ra vẻ kiêng kỵ. Nàng này không hổ là người có xuất thân từ Tiên Tông đại phái, tu vi mặc dù không cao nhưng thực lực không yếu, pháp, lực rất cô đọng. Đồ phế vật mang lòng lang dạ sói, ta thật sự là có mắt như mù. Tiết Lục Y giận dữ la mắng, rồi nàng hít sâu một hơi quay về phía sau. Mời Mạc trưởng lão đến hậu điện một chuyến, ta thì không đi được. Phong Duyệt Sơn duỗi tay chân. Cứ xử lý theo môn quy, Tiết phó trưởng môn còn nhớ tình cũ, chọn cách xử lý thế nào thì cứ việc lựa chọn là được, các đệ tử đều chờ tin tức của ngươi. Ta đi Lục Thụ đảo xem có thể tìm ra đám chuột trốn đông trốn tay kia không. Nói xong hắn cung tay làm lễ rồi thản nhiên đi ra khỏi đại điện. Mạc Cầu quét mắt nhìn đối phương rồi cũng trở thân đi vào hậu điện. Vào trong này rồi sắc mặt Tiết Lục Y mới hơi thả lỏng, vẻ mặt đắng chát, nàng than nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống. Là ta thức thời không nhận biết được lòng người, nhiều năm qua vẫn gửi ký thác lên hắn mà hắn lại lựa chọn phản bội. Phản bội? Mạc Cầu không đổi sắc mặt. Lữ Tử Đồng phản bội tông môn? Không hẳn như vậy. Tiết Lục Y vuốt đôi lông mày nói. Hắn chủ động tìm tới nói là có người ra giá mời chào, khai ra bảng giá trúc cơ đan, hy vọng ta sẽ để cho hắn rời đi. Nói đến đây nàng trở lại vẻ mặt giận dữ. Những lời như thế mà hắn cũng có thể nói ra được sao? Bành! Bàn tay nàng khẽ vung, một mé chiếc bàn ầm ầm vỡ nát, quần áo Tiết Lục Y chấn động tung bay, một cỗ sát cơ lăng lệ hiện ra trong mắt. Theo môn quy, đệ tử phản tông giết không tha. Hôm nay nếu ta niệm tình cũ thả hắn rời đi, thì môn quy còn có tác dụng gì? Sau này ta sao có thể phục chúng?
Mặc dù nói ra những lời như thế nhưng nàng cũng không hẳn là người vì quyền lợi mà xem nhẹ con người. Lữ Tử Đồng do nàng dìu dắt từ lúc nhỏ, nhiều năm gửi gắm hy vọng, nàng không đành lòng ra tay hạ sát thủ. Ôi, Tiết Lục Y nhắm mắt, hai hàng lông mày nhăn lại. Bây giờ ta mới biết, người ở trên cao quả không dễ lựa chọn, có lúc tình cảm với môn quy cũng khiến cho người thật khó chọn lấy hay từ bỏ. Giết, nàng không nhẫn tâm, không giết thì môn quy khó lập. Huống chi Lữ Tử Đồng chủ động tìm đến cửa nói rõ nguyên do để cầu đại đạo chứ không thực tâm có lòng phản bội với tông môn. Việc này Mạc Mỗ không hiểu, Tiết Tiên Tử cứ đưa ra lựa chọn của mình. Mạc Cầu không đổi sắc, hắn lấy từ trên người ra một bình đan dược. Lần này xuất ngoại, nhờ cơ duyên xảo hợp ta có được hai hạt trúc cơ đan. Mạc Mỗ độc chiếm Xích Hỏa Phong như những năm qua chưa từng vì tông môn lập nên công lao gì, hai hạt đan dược này tiên tử hãy tự xử lý. Trúc cơ đan. Đôi mắt đẹp của Tiết Lục Y sáng lên, vội vã nhận lấy đan dược, thần niệm quét qua xong vẻ mặt không khỏi cuồng hỉ. Quả thực là trúc cơ đan. Mạc trưởng lão, ngươi thực sự là đa tạ. Bao nỗi mừng vui kích động rốt cuộc hóa thành hai chữ đa tạ đơn giản, nàng nói xong thì thu hồi đan dược, rượng bước muốn đi ra ngoài điện. Tiết Tiên Tử. Mạc Cầu mở lời, ngươi muốn đem đan dược cho Lữ Tử Đồng. Đương, Tiết Lục Y vô thức gật đầu, nhưng lời nói còn chưa ra hết khỏi miệng thì sắc mặt đã biến hóa. Không ai vô duyên vô cớ lại có được trọng thưởng từ tông môn cả, nhất là linh dược như trúc cơ đan này. Theo như quy củ của tông môn, ngoại trừ tu vi tự thân đầy đủ ra còn cần lập xuống đại công mới được ban thưởng linh đan, như thế mới hợp tình hợp lý. Chỉ bằng vào sự yêu thích của cá nhân mà quyết định đan dược thuộc về ai thì không có lợi cho sự phát triển của tông môn về sau. Hơn nữa, Lữ Tử Đồng làm như vậy lại được ban cho linh đan, những người khác sẽ nghĩ sao? Nhưng nếu không ban cho hắn linh đan thì phải làm thế nào? Nhất thời Tiết Lục Y cũng cảm thấy bối rối, sắc mặt biến đổi liên tục nhưng vẫn không biết phải quyết định thế nào. Quản lý một tông môn chưa bao giờ là việc dễ dàng. Mạc Cầu cung tay làm lễ. Ta còn có việc nên xin cáo từ trước, tin rằng Tiết Tiên Tử sẽ đưa ra lựa chọn hợp lý, Mạc Mỗ chắc chắn sẽ không phán xét. Được, Tiết Lục Y đáp, vẻ không chắc chắn lắm. Mạc Cầu độn quang bay ra hòn đảo, tầm mắt nhìn xuống có thể thấy một ít linh chu được tu sĩ khống chế dùng tốc độ kinh người tản ra bốn phương. Đây đều là chiến thuyền Thương Vũ phái mua về, bên trên có trận pháp có khả năng kích phát pháp thuật thủy lôi. Xem ra là lực lượng đi thanh lý tàn phỉ. Thương Vũ phái quản lý mấy chục hòn đảo, tài nguyên không ít, có thể chiếm một địa bàn như thế tất nhiên không phải là do người ta nhường lại cho mình. Chủ nhân trước đây của chúng là một đám thủy phỉ. Thực lực đám thủy phỉ không yếu, nhưng đụng phải Vương Kiều Tịch không ngại liều chết cương mãnh giết tới, dần ra mới chiếm được cương vực to lớn này. Sau khi Vương Kiều Tịch rời đi, đám thủy phỉ còn sót lại dần ngóc đầu dậy, mặc dù không có cao thủ khó thành đại thế nhưng cũng là một đám phiền phức không dễ tận diệt. Cứ cách một khoảng thời gian Thương Vũ phái lại phải đi tiễu trừ. Mạc Cầu lắc đầu, tay áo khẽ vung, thân hình hóa thành một đạo hỏa tuyến độn thẳng về phía Xích Hỏa Phong. Trước cửa động có một hán tử thân hình cao lớn, hùng tráng không biết đã đợi từ bao giờ đang ngồi yên xếp bằng vận công. Nghe thấy tiếng động, Tần Bá Sinh mở mắt, đứng dậy chắp tay. Mạc trưởng lão. Mạc Cầu gật đầu, đưa mắt nhìn qua đối phương, bước chân hơi dừng lại. Không tệ, xem ra ngươi đã đưa ra quyết định rồi. Trước kia vãn bối hãm thân vào động phủ của yêu nữ, mất đi nguyên dương tổn hại đến căn cơ, mù quáng tu hành mà vô vọng cảnh giới đạo cơ. Tần Bá Sinh nhỏ giọng, hiện giờ có lại một tia hy vọng nên quyết không để nó trôi qua mất. Chỉ là có hy vọng mà thôi. Mạc Cầu không dừng bước, hắn phất tay mở cửa động phủ. Bây giờ mặc dù ngươi có thể chữa trị hao tổn căn cơ nhưng lại tốn rất nhiều thời gian, có thể công đức viên mãn trước đại hạn hay không cũng còn khó nói. Vãn bối nguyện ý thử nghiệm. Tần Bá Sinh cương quyết. Bất luận thế nào cũng đa tạ trưởng lão đã chỉ điểm. Mạc Cầu thuận miệng hỏi. Ai nói cho ngươi là ta có biện pháp? Hạng tiền bối. Tần Bá Sinh cúi đầu. Tiền bối nói, ngài là cơ hội duy nhất của ta. Hắn ư. Mạc Cầu hiểu ra. Vào đi. Vâng. Một lát sau, Tần Bá Sinh nhận lấy linh dược, tế phi kiếm bay về phía trụ sở Thương Vũ phái. Thời khắc phi độn hắn quay đầu nhìn lại Xích Hỏa Phong, ánh mắt phức tạp. Tông môn có vài vị tu sĩ đạo cơ, mỗi vị đều có sở trường, tính cách cũng khác biệt. Duy có vị Mạc trưởng lão này là đặc thù nhất.
đối phương gần như không lộ diện, tu vi lại là tối cao. Đệ tử mới nhập tông thậm chí còn không biết tông môn có một vị trưởng lão như thế. Đối với vấn đề của tông môn, vị trưởng lão này cơ hồ không quan tâm, nghe nói có thủy phỉ tấn công lên đảo cũng không thấy hắn có động tĩnh gì. Tính cách thật cổ quái. Có điều, người này hẳn là có đại bản lãnh. Ý niệm vừa động, hắn sờ lên túi trữ vật bên hông, vừa muốn tiếp tục phi độn thì sắc mặt bỗng trầm xuống. Hắn cúi đầu nhìn về mặt nước phía dưới, ở đó có mấy bóng đen đang lao đi với tốc độ kinh người về phía hắn. Hoa, linh quang lóe lên, cực nhạc đảo. Cái tên đúng như thực tế, hòn đảo này thiết lập nên cho những người muốn tìm kiếm cực lạc. Trên đó có đủ sòng bài, kỹ quán, tửu lâu. Thứ dùng để đánh cược là linh vật, pháp khí, kỹ nữ cũng là người có tu vi, đồ ăn uống trong tửu lâu toàn là linh thú dị loại quý hiếm. Có thể nói, trên đảo này chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra chứ không có thứ ngươi tìm không thấy. Nghe nói trên đảo từng có người triệu ra cả nữ tu đạo cơ, tùy ý thưởng thức mấy ngày, lưu luyến đến quên lối về. Tại một chỗ tửu lâu, Dương Tà mở cửa sổ, hở ngực hở bụng, một tay cầm bầu rượu, gương mặt đã say hồng trông về đạo đạo linh quang ở chân trời xa. Hắn đã hơn 200 tuổi, trước kia bị thương, thân thể bị tổn hại, thọ nguyên không còn nhiều nhưng vẫn tận tình thưởng thức rượu ngon gái đẹp, chỉ tiếc là không có huynh đệ xưa kia bên cạnh. Thập bát thủy khấu, chỉ còn lại mình ta. Kẽo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, có hai người bước vào, một người trong đó cười lên ha hả. Cái lão dê rừng ngươi, lần này bỏ ra cái vốn thật lớn mời chúng ta đến cực nhạc đảo, nhưng Thương Vũ phái cũng không phải dễ đối phó đâu. Một người khác gật đầu đến trước bàn ngồi xuống, không khách khí bưng một bầu rượu tự mình rót vào. Ừng ực. Nghe nói, trưởng môn của Thương Vũ phái là một tu sĩ đạo cơ hậu kỳ có hy vọng kim đan, giá tiền ngươi bỏ ra sợ còn chưa đủ. Tin tức của các ngươi đều đã cũ rồi. Dương Tà bĩu môi. Theo tin ta có thì Vương Kiều Tịch không lấy được linh dược, ngược lại còn vướng vào chuyện gì đó với một vị quý nhân, tự thận hiện giờ còn khó mà lo được. Đây đúng là cơ hội của chúng ta. Thương Vũ phái mặc dù lập phái chưa lâu, Vương Kiều Tịch lại có không ít đồ tốt, hai vị hẳn sẽ không động tâm chứ. Nói xong hắn ném ra một mai ngọc giản. Ngoại trừ ta thì còn có người khác trả thù lao nữa. Hai người vừa đến nhận lấy ngọc giản, đưa mắt nhìn nhau, chân mày đều trao lại. Chương 582, biến cố. Bành, Trọng Minh hỏa mãng uốn éo thân thể, mang Tần Bá Sinh đã hôn mê bất tỉnh ném xuống đất, liếm môi. Chủ thượng, may mắn không làm nhục mệnh, vẫn bị chậm một chút. Mạc Cầu lắc đầu, ai đã ra tay? Với thực lực của Trọng Minh hỏa mãng, nếu để tâm thì không đến mức để người này bị hôn mê mới phát hiện ra vấn đề. Hắc hắc, Trọng Minh hỏa mãng lúng túng, cái miệng mở lớn hướng ra bên ngoài mà phun. Phốc, chỉ thấy mấy khối toái nhục, vải rách và một ít mảnh vỡ pháp khí và một ít chất lỏng kỳ quái theo nhau bắn ra. Đều ở đây cả. Mạc Cầu nhíu mày, lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt. Thu thập sạch sẽ, đem người trở về, thuận tiện thông báo cho Tiết Lục Y biết là có người nhắm vào đệ tử của Thương Vũ phái. Vâng, Trọng Minh hỏa mãng gật đầu, cái miệng vểnh lên phun ra một sợi hỏa tuyến, trong nháy mắt đã đốt cháy những thứ vừa nhổ ra. Chủ thượng, sao người lại ở tại Thương Vũ phái này? Đây chỉ là một tiểu tông môn có vài vị tu sĩ đạo cơ, sao có thể dung được bức đại Phật lớn là người? Chẳng lẽ là vì trưởng môn gì đó kia của họ? Ta phải giải thích cho ngươi biết sao? Mạc Cầu lạnh nhạt. Còn ngươi đấy, cơ duyên mà ngươi nói tới ở đâu? Thời cơ chưa đến. Trọng Minh hỏa mãng trừng mắt nhìn. Đối đãi tử tế với ta, để ta ngưng kết nội đan rồi nói ra cũng chưa muộn. Tiểu yêu tuyệt không nói láo, đó cũng là một đại cơ duyên với chủ thượng đấy. Mạc Cầu đưa mắt nhìn nó, hy vọng như vậy. Đầu Trọng Minh hỏa mãng này có chủ cổ quái, trên thân ẩn giấu rất nhiều bí mật, nếu có thể tìm hiểu được thì có thể mang tới lợi ích lớn. Có điều, Mạc Cầu vẫn luôn không bắt buộc nó phải đi theo và nghe theo sự khống chế của mình. Ở tại nơi thủy vực nào đó, có mấy cột sóng nước cao đến trăm trượng như một bức tường mang theo cự lực, trên có linh chu hung hăng đập xuống. Oanh! Răng rắc! Thủy tính vốn nhu hòa có thể dung chứa vạn vật, nhưng nếu trở thành hung bạo thì lại có thể tàn phá hết thảy mọi thứ. Mà nước rơi xuống ầm vang, lực lượng cuồng bạo khiến linh chu mặc dù có linh quang lóe sáng vẫn bị vỡ nát tại chỗ. Vô số dòng nước như linh xà xuất hiện thăm dò con thuyền,
nhằm thành viên trên đó mà đánh tới. A, cứu mạng. Hai, phốc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, tuy có nhiều người liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra khỏi dòng nước và ngày càng bị kéo vào sâu bên trong. Một lát sau, cả một vùng mặt nước đã bị nhuộm đỏ làm kéo tới không ít ngư thú. Các ngươi là ai? Lý Nguyên Động, Lý Nguyên Mạnh dựa lưng vào nhai, liên thủ tế ra một pháp khí dạng mai rùa, hai mắt gắt gao nhìn vài người mặc đồ đen ở xung quanh. Vì sao lại ra tay với chúng ta? Các ngươi không sợ tiền bối phái ta trả thù? Hắc hắc, ở phía đối diện có một người cười lạnh. Hai vị, cúi xuống nhìn những thi thể dưới chân mình xem liệu chúng ta còn có thể thương lượng hay nói chuyện được chăng? Động thủ. Dứt lời, đôi bên lại một lần nữa lao vào nhau, tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Không bao lâu sau, có mấy tiếng bạo liệt trầm thấp như lôi đình, hai đạo thân ảnh hấp hối từ trong hỗn loạn chạy ra. Đuổi theo, phía sau vang lên tiếng giống giận, không được để tên nào chạy thoát. Thời gian hơn một tháng ngắn ngủi vừa qua, thương lộ thuộc mấy hòn đảo của Thương Vũ phái có mười mấy đệ tử liên tiếp bị tập kích, tổn thất nặng nề, một số đệ tử được tông môn coi trọng bị tử thương. Cả Thương Vũ phái trở nên căng thẳng, bầu không khí khắp nơi đều ngột ngạt. Mấy tu sĩ đạo cơ của tông môn như Tiết Lục Y, Hạng Phủ Minh, Lương Hồng, Phong Duyệt Sơn đều ra mặt, duy chỉ có Mạc Cầu vẫn không thấy đâu. Phó môn chủ, Phong Duyệt Sơn mở lời. Tình huống hiện giờ đã rõ, có người cố ý nhằm vào chúng ta, mà thế lực của người ra tay không nhỏ, tuyệt đối không chỉ là đám tùy khấu tàn phỉ thông thường. Chúng ta đã không chống đỡ được thì chi bằng cứ thông báo cho trưởng môn, có nàng chấn giữ cũng có thể khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình mà không dám làm quá. Không được, Phong Duyệt Sơn đề nghị nhưng ngay lập tức bị Tiết Lục Y gạt đi. Trước khi sư tỷ rời đi ta đã từng hứa với nàng, khoảng thời gian nàng tìm cơ hội kết đan ta sẽ không để việc của tông môn làm nàng phân tâm. Những năm vừa rồi ta vẫn giữ nghiêm lời hứa ấy, chưa từng quấy quả nàng. Phó môn chủ, ta biết thế nhưng chúng ta đã tổn thất không ít người rồi, Phong Duyệt Sơn đáp. Chẳng lẽ chờ đến lúc tông môn lâm vào sinh tử tồn vong thì mới để trưởng môn hiện thân? Đến lúc đó dù nàng có về thì cũng đã muộn. Không sai. Lương Hồng ít có mặt nghị sự cũng gật đầu đồng tình. Việc này trọng đại, chúng ta có thể thông báo cho trưởng môn được. Hắn không quá xem trọng việc Vương Kiều Tịch tìm cơ duyên kết đan, chẳng bằng nàng trở về tông môn chuyên tâm xử lý sự vụ thì hơn. Có một tu sĩ đạo cơ hậu kỳ tọa trấn, Thương Vũ phái sẽ tránh được nhiều phiền phức. Tiếc là Tiết Lục Y lại không cho như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, nếu Vương Kiều Tịch có thể kết đan thì mọi giá phải trả đều là xứng đáng. Thương Vũ phái có xuống dốc cũng có thể phục hồi lại dễ dàng. Mâu thuẫn chính ở chỗ này. Tiết Lục Y ngẫm nghĩ, sau cùng nhìn về phía Hạng Phủ Minh xin ý kiến. Hạng trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Việc này, Hạng Phủ Minh ra vẻ khó xử, hắn ngẫm nghĩ rồi, đáp. Cửu Giang Minh nói thế nào? Bắc Giang đảo vực xuất hiện sự việc như vậy chẳng lẽ Tổng hội không quan tâm gì sao? Giám sát sứ là một vị đạo cơ trung kỳ có tới tìm hiểu tình hình, nhưng Tiết Lục Y lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Tốt nhất là chúng ta không nên quá hy vọng từ họ. Nghe vậy, Hạng Phủ Minh nhíu mày, ánh mắt trầm tư. Vị Ninh đạo hữu kia 7 ngày thì có đến 6 ngày ở Túy Sinh Mộng Tử Tầm Hoan tác nhạc, nào có ý định kiểm tra cái gì? Lương Hồng tức giận. Theo ta thấy, hắn đến đây để chiếm chút tiện nghi mà thôi. Hắc hắc, Phong Duyệt Sơn cười lạnh. Chút tiện nghi đó cũng chúng ta, sợ là hắn cũng chẳng buồn chiếm, có thể có người cho hắn lợi ích lớn hơn nhiều, nếu không sao hắn lại thể hiện thái độ như thế. Yên lặng, có thể tu thành đạo cơ, mọi người không ai là kẻ ngu dốt cho nên đều loáng thoáng phát giác được điểm không bình thường. Hạ thủ với người của Thương Vũ phái tại Bắc Giang đảo vực một cách trắng trợn như thế, đối phương chắc chắn có thế lực không kém. Vậy, Tiết Lục Y hít sâu một hơi, rốt cuộc ai đã ra tay với chúng ta? Dù là ai đi nữa, việc đến nước này thì đối phương chắc chắn không có thiện ý rồi. Hạng Phủ Minh chớp mắt, ta có thể mời đến hai vị bằng hữu để hiệp trợ. Lương Mỗ cũng có vài vị hảo hữu, gửi thư cho họ thì chắc họ sẽ đồng ý tới giúp nhưng chắc sẽ cần một khoảng thời gian. Lương Hồng chậm rãi nói, mấy vị bằng hữu của ta đều là tán tu, trợ giúp chúng ta một chút thì được, bảo họ đổi mệnh thì khó mà thành. Thật xin lỗi, Phong Duyệt Sơn lạnh lùng, Phong Mỗ không có bằng hữu như thế. Ta sẽ mời vài vị trưởng môn, tông chủ tới một lần. Tiết Lục Y cũng ngưng trọng. Đệ tử Thương Vũ phái chết như vậy, chúng ta cũng cần phải đòi lại công đạo mới được. Công đạo,
Phong Duyệt Sơn bĩu môi, phó môn chủ, Lữ Tử Đồng kia đã tìm thấy chưa? Tiết Lục Y biến sắc, Phong huynh, Hạng Phủ Minh vội tiếp lời. Lữ Tử Đồng phản môn ra đi, đó không phải trách nhiệm của phó môn chủ mà là người phía dưới trông coi không nghiêm để hắn chạy trốn. Phong Duyệt Sơn ung dung nói, tông môn có truyền ngôn, có người không nỡ giáng tội cho Lữ Tử Đồng, cố ý thả cho hắn đi. Đủ rồi, Tiết Lục Y đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, vẻ giận dữ trừng mắt nhìn Phong Duyệt Sơn một lúc rồi mới thu hồi ánh mắt. Truyền tin xuống dưới, Lữ Tử Đồng phản bội tông môn trốn đi, tội không thể tha. Phàm là đệ tử của Thương Vũ Phái nếu nhìn thấy đều có thể giết chết, tông môn sẽ có hậu thưởng. Còn bây giờ, Lương trưởng lão, phiền người tạm thời tọa trấn ở băng hỏa đảo trông nom thương đạo nơi đó, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề khác. Lương Hồng mặt không đổi sắc, hắn chậm rãi gật đầu. Được, Tiết Lục Y hít sâu một hơi rồi hỏi, Mạc trưởng lão ở đâu? Mạc Cầu là tu sĩ đạo cơ trung kỳ, dù không thiện về đáo pháp nhưng thực lực không yếu, không xuất thủ chiến đấu thì cũng có thể đứng ra duy trì cục diện. Thế mà, bẩm sư thúc, dưới điện có một người lên tiếng. Xích Hỏa Phong đưa tin, Mạc trưởng lão có việc ra ngoài không ở trong động phủ, trưởng lão có nhắn lại nhanh thì mấy ngày, chậm thì hơn một tháng sẽ trở về. Mấy người trong điện đưa mắt nhìn nhau, Phong Duyệt Sơn hừ lên một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt khinh thường. Vị Mạc trưởng lão này đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đứng ở trên thuyền, Trương Vĩnh Lãng tỏ vẻ tiếc nuối. Kiều Tịch, ngươi thực muốn trở về. Ừm. Vương Kiều Tịch đứng đó, mái tóc dài tung bay theo gió, đôi mắt đẹp vừa có tiếc nuối vừa có vẻ không cam lòng. Nhiều năm khổ công tìm kiếm mà không thu hoạch được gì, chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Hiện giờ chỉ có tông môn ở Bắc Giang là khiến ta không yên lòng. Lần này trở về ta sẽ bế quan thử nghiệm kết đan. Không có linh dược phụ trợ, kết đan nào có dễ dàng. Trương Vĩnh Lãng lắc đầu. Ngươi còn thời gian mấy năm nữa, đằng nào cũng một công chờ, biết đâu ngày mai cơ duyên sẽ tới, ngươi sẽ không phải hối hận về sau. Ta sẽ không hối hận. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Ý ta đã quyết, Trương huynh không cần khuyên nhủ nữa. Ôi! Trương Vĩnh Lãng than nhẹ một tiếng. Nếu đã thế, ta chỉ biết chúc Kiều Tịch ngươi đạt được ước muốn, chứng được kim đan. Ta đã thiết yến ở trên thuyền để tiễn đưa ngươi. Một lần cuối mong ngươi sẽ không từ chối. Không cần. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Hảo ý của Trương huynh Kiều Tịch xin tâm lĩnh, ta xin cáo từ. Dứt lời, không chờ đối phương mở miệng, nàng đã hóa thành một đạo lưu quang lướt vào không trung. Hi hi, có tiếng cười kiều mị vang lên từ sau lưng Trương Vĩnh Lãng. Đáng tiếc, người ta lại không quan tâm đến tình cảm của ngươi. Sư huynh, ngươi khổ tâm như vậy lại thành uổng phí, Tử Tiên Mê Thần Túy mất tiền mua về xem như lãng phí rồi. Hừ, Trương Vĩnh Lãng trầm sắc mặt, hai mắt chăm chú nhìn về phương xa, hắn không nhịn được mà thấp giọng mắng. Tiện nhân làm lãng phí nhiều năm thời gian của ta như thế. Có điều nàng ta còn nhiều phiền phức quấn thân, muốn đi cũng không đơn giản như vậy. Xưa nay ít có người có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tán Hoa Phái. Nói cũng đúng, nữ tử kia cười nói. Có điều sư huynh ngươi cũng thật là, người được Tán Hoa Phái coi trọng mà ngươi cũng dám động vào, không sợ vị kia trách tội. Ngươi thì biết cái gì? Trương Vĩnh Lãng đáp. Thuần âm xử nữ chi thể của một vị đạo cơ hậu kỳ so với những thiên tài địa bảo trong truyền thuyết kia cũng chỉ có hơn chứ không thua kém. Tất nhiên, nói đến đây trong mắt hắn lóe lên một tia sáng hưng phấn. Nàng này tư thái tuyệt hảo, dung nhan cũng vào loại thượng đẳng, nếu có thể vào tay cũng sẽ là một sự hưởng thụ lớn. Các bạn đang nghe chuyện Mạc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 583 Đấu Pháp. Đã từng là đệ tử chân truyền của Thương Vũ Phái, lại được tiền bối trong tông phân phó, Vương Kiều Tịch đã nhận được truyền thừa cao nhất của tông môn, sau này bái nhập vào chân tiên đạo thì công pháp càng được viên mãn. Thời khắc phi độn, bóng người nàng phiêu nhiên như tiên, độn quang miểu miểu vô tung khó mà nắm bắt. Chớp mắt nàng đã đi qua gần một dặm. Vương tiên tử. Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên giữa trời, độn quang bị chậm lại. Đôi mắt Vương Kiều Tịch nheo lại, mặt hiện ra lạnh ý, nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn người tới. Các đạo hữu, Kiều Tịch sắp đi xa, không phiền đạo hữu nhọc công đưa tiễn. Sao lại tới mức này? Người tới thân mặc hắc bào, nghe nàng nói thì lắc đầu.
Ví như Vương Tiên Tử đáp ứng các điều kiện của trưởng giáo thì Tán Hoa Phái đã toàn lực giúp ngươi kết đan rồi. Dù kết đan không thành đi nữa cũng có thể giúp ngươi kéo dài duyên thọ. Việc như thế không phải cứ muốn là có thể nhận được đâu. Thật xin lỗi, Vương Kiều Tịch lắc đầu dứt khoát. Hảo ý của Tề giáo chủ Kiều Tịch xin tâm lĩnh, nhưng tại hạ không có ý định để cho người khác quản chế mình, chưa nói tới việc để thần hồn bị người khác giam cầm. Thế nào là giam cầm? Người tới than nhẹ, chỉ là đạo tâm chủng thay mà thôi. Có được phân thần đạo tâm của trưởng giáo, cùng thần hồn của hắn giao hòa đối với tiên tử cũng là chuyện tốt chứ. Thần niệm của một vị tông sư kim đan đủ giúp gia tăng mấy phần hy vọng kết đan. A, à, nữ đệ tử ở phía sau Vương Kiều Tịch bĩu môi. Lời nói thật êm tai, nhưng sự thực không phải là muốn biến sư phụ ta thành lô đỉnh của người kia sao? Dù kết đan được thì cũng bị người ta quản chế mà thôi. Tán Hoa Phái không phải chính đạo. Tán Hoa lão tổ lại lịch càng bí ẩn, một thân huyền công tục truyền đã đến kim đan hậu kỳ, phương pháp phân hồn tán phách càng cao minh. Vương Kiều Tịch biết rõ, Tán Hoa Phái vì để thuận tiện cho việc tu hành của Tán Hoa lão tổ đã bày ra cả một hậu cung. Bên trong có tam đại thiên nữ, 12 thần thị, nữ tỳ những năm qua được mời chào đến thì cả thân và hồn đều bị họ khống chế cả. Thậm chí, ngay cái danh hiệu Tán Hoa lão tổ cũng là vì muốn che giấu tai mắt người khác mà lập nên, diện mục thật sự có lẽ càng ẩn chứa nhiều bí ẩn hơn. Mấy năm trước nàng vô tình gặp đối phương. Tán Hoa lão tổ nhìn chúng Vương Kiều Tịch, sau đó đưa người truyền tin, nếu nàng nguyện ý gia nhập Tán Hoa phái thì sẽ có được danh phận của một vị thiên nữ, lão tổ cũng sẽ hỗ trợ để nàng kết đan. Tiếc là Vương Kiều Tịch lại chọn từ chối. Vương tiên tử, người tới nhíu mày, xem ra các ngươi đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Trưởng giáo chúng ta vốn là người thương hoa tiếc ngọc, tuyệt không phải là loại người chỉ biết vùi hoa dập liễu. Thế này đi, tiên tử theo ta đi một chuyến, thấy một lần là sẽ biết ngay. Không cần. Vương Kiều Tịch lắc đầu, tay áo dài khẽ vung lên bao trùm, đệ tử rồi bay nhập thẳng vào không trung. Dừng lại, người tới vung tay ra. Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch co rút lại, nàng bấm tay điểm tới. Bành, linh quang tiêu tán, hai người cùng rút lui về phía sau. Ở đối diện, người mặc hắc bào chấn động, nhấc mũ trùm đầu để lộ ra thân ảnh của một phụ nhân gầy gò, mặc dù vẫn có mạng che đi ánh mắt nhưng không che hết được vẻ xinh đẹp của người này. Thế nào? Vương Kiều Tịch cong ngón tay búng ra, hai thanh phi kiếm lượn vòng quanh người, một đen một trắng như hai cực âm dương cuốn theo linh cơ. Các hạ muốn cưỡng ép dùng sức. Ngươi, Vương Kiều Tịch. Phụ nhân ở đối diện còn chưa đáp lời thì ở bên trên đột nhiên hiện ra tiếng người vang vọng. Thời gian tới rồi. Vâng. Nghe vậy, khóe miệng Vương Kiều Tịch hơi vểnh lên, nàng hướng về chân trời xa xa khom người. Vãn bối sẽ đi ngay. Nói xong nàng quét mắt nhìn phụ nhân kia một lần nữa rồi phi độn bay đi. Phụ nhân lần này không ra tay ngăn cản. Nơi này dù sao cũng là địa phương khác, gần đó lại có tông sư kim đan tọa chấn nên nàng không dám làm càn. Âm dương nguyên tử, công pháp chân tiên đạo. Đưa mắt nhìn thân ảnh Vương Kiều Tịch đi xa, hai mắt phụ nhân nheo lại, nàng thấp giọng. Đồ vật trên người ngươi có tác dụng lớn với trưởng giáo, chúng ta sao có thể dễ dàng buông tha. Chờ ngươi trở lại Bắc Gian rồi sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Dứt lời, phụ nhân kia chuyển hướng bay xuống phía dưới rời đi. Băng hỏa đảo. Đảo này âm dương ngăn cách. Một nửa bên có nhiệt độ cao, nửa còn lại băng lãnh khác thường. Hình thái tự nhiên làm cho trên đảo cũng dung dưỡng ra nhiều dị loại linh dược, trước mắt nơi này là sản nghiệp lớn nhất của Thương Vũ Phái. Trên đảo đang có một đám người tề tựu, vẻ mặt ai nấy bất an thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài đảo, vẻ hoảng sợ không che giấu hết. Tiết Lục Y đứng trên một lầu các, sắc mặt âm trầm. Là Vạn Đao Ô, Thất Tinh Đường, còn cả Tống Gia ở Ngọc Đàn Đảo. Hạng Phủ Minh chớp mắt, vẻ kiêng kỵ, bọn chúng lại liên thủ đối phó với chúng ta sao? Mấy người vốn nghĩ vấn đề chỉ là do đám tàn phỉ câu kết gây khó dễ, không ngờ. Sau khi xem xét kỹ, phía sau Dương Tà còn có thế lực khác. Tìm rõ nguồn gốc thì phiền phức hiện ra càng khó ngăn chặn, khó đối phó hơn. Báo, bên ngoài có đệ tử vội vã chạy tới. Hồng hội chủ của Kiềm Giang hội có việc không tới được. Có việc, khóe miệng Tiết Lục Y giật giật, nàng nhắm mắt. Khoát tay. Biết rồi, người của Thiên Môn kiếm phái cũng không tới, cả Cự Kình bang nữa. Yên tĩnh. Ngay cả vẻ mặt của Phong Duyệt Sơn trước giờ vốn không hợp với Tiết Lục Y cũng cứng lại, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Xem ra,
chúng ta không trông đợi gì được từ người khác rồi. Sắc mặt Lương Hồng và Hạng Phủ Minh đều trở nên lạnh lẽo, ngưng trọng. Những người được coi là bằng hữu của các thế lực khác cũng lần lượt cáo bận, không thấy tin tức. Cộc, cộc, có tiếng bước chân vang lên, sau đó Tần Bá Sinh xuất hiện hướng về mấy người cung tay thi lễ. Chư vị tiền bối, Dương Tà ở bên kia kêu gào, nói chúng ta chiếm đoạt địa bàn của bọn hắn, hôm nay đến đây để đòi công đạo. Có đệ tử mắng hắn là lỗ mãng, tiến lên chất vấn thì đã bị người của Thất Tinh Đường bắt đi rồi. Thất Tinh Đường, Tiết Lục Y cắn chặt hai hàm răng, cả giận mắng. Năm xưa bọn hắn không chịu được đám thủy khấu hoành hành mới chủ động đến tìm sư tỷ hỗ trợ diệt trừ thủy khấu, nhờ đó mà kiếm được hơn 10 hòn đảo và mấy đường thủy giao thương, thế mà hiện giờ. Đúng là đám phế vật lòng lang dạ sói. Hừ, Phong Duyệt Sơn hừ lạnh. Khi đó uy hiếp bọn chúng là thủy phỉ, hiện giờ là Thương Vũ phái chúng ta. Nhân tâm biến đổi là lẽ bình thường. Có điều bọn chúng trở mặt chỉ trong một thời gian ngắn như thế đúng là khiến ta cũng phải bội phục độ dày của da mặt. Nói xong hắn khởi thân đứng lên. Nghe nói mấy năm qua Dương Tà gặp được kỳ ngộ, thực lực tăng lên không ít, ta đi gặp hắn xem thế nào. Không được. Tiết Lục Y lắc đầu, đưa tay lăng không ấn xuống. Phong huynh an tâm, chớ vội vã, Dương Tà không tính là gì, kẻ tên Âu Dương Ác kết nghĩa huynh đệ với hắn mới thật là phiền phức. Lần này sở dĩ Dương Tà dám hướng vào Thương Vũ phái mà kêu gào muốn đoạt lại địa bàn vì sau lưng hắn còn có chỗ dựa. Vạn Đao Ô, Thất Tinh Đường, Tống gia mặc dù đứng ở sau lưng ủng hộ nhưng lại không ra mặt trực tiếp, chân chính động thủ là huynh đệ kết nghĩa của Dương Tà. Lần này tới đây ngoài Dương Tà còn có hai vị huynh đệ hảo hữu của hắn, ba người đều là tu sĩ cảnh giới đạo cơ. Âu Dương Ác tại Bắc Giang đảo vực cũng là người có danh vọng. Ngự thủy chi pháp của hắn cực kỳ cao minh, trên người lại có vài kiện pháp khí cực phẩm và một đầu bích tình thủy thú cảnh giới đạo cơ. Mọi người ở đây nếu đối mặt với hắn thì không ai nắm chắc phần thắng. Không sai. Hạng Phủ Minh gật đầu, sau một lúc trầm ngâm thì chủ động nói, để ta đi. Trong bốn người ở đây, Lương Hồng trưởng lão mặc dù nội tình thâm hậu nhưng thọ nguyên không còn nhiều, thực lực đã không bằng lúc trước, khả năng động thủ không lớn. Tiết Lục Y là phó môn chủ cũng không thể tùy tiện ra mặt. Phong Duyệt Sơn muốn đối phó với Âu Dương Ác, cũng chỉ có hắn mới có thể xung phong ra mặt. Là người có xuất thân thế gia, được Vương Kiều Tịch chỉ điểm và ban thưởng bảo vật, thực lực của Hạng Phủ Minh cũng thuộc về nhóm đỉnh phong của cảnh giới đạo cơ sơ kỳ. Cũng được. Tiết Lục Y vuốt vuốt hàng lông mày rồi quay đầu hỏi, Mạc trưởng lão còn chưa tới. Hai ngày trước Xích Hỏa Phong gặp thủy phỉ, Mạc trưởng lão đi Bắc Xuyên Tiên Đảo tìm dược nên sợ là không về ngay được. Một người nhỏ giọng đáp, nhưng có một vị trọng minh tiền bối đã theo lời mời của trưởng lão mà tới, chỉ là người này tính hơi cổ quái, chỉ ở tại hậu viện, ăn uống mà thôi. Ừ, Phong Duyệt Sơn lắc đầu. Kẻ kia điên điên dở, ta xem chúng ta cũng đừng hy vọng gì vào hắn, huống chi tình hình như hiện nay thế này, chắc hắn cũng sẽ không ra tay đâu. Đối phương mà xuất thủ thì khác nào đắc tội với Vạn Đao Ô, Thất Tinh Đường và Tống Gia. Tống Gia có tu sĩ đạo cơ hậu kỳ tọa chấn, chỉ cần có đủ lý trí thì đều sẽ biết việc của Thương Vũ phái hiện giờ tốt nhất là đừng nên động tay vào. Còn Mạc Cầu thì, mấy người nghe nhắc đến thì đều lắc đầu ngao ngán. Bọn họ đã xem Mạc Cầu như người lâm trận bỏ chạy, không hy vọng gì nữa. Nếu không, một tu sĩ đạo cơ trung kỳ cũng là một trợ lực lớn. Ngoài đảo, trên Bạch Vân có đình đài lầu các ẩn hiện trong mây nhẹ nhàng trôi nổi. Hôm nay Tống gia đem trọng bảo Phi Vân Hiên tế ra, xem như cứ điểm lâm thời. Bên trong có rất nhiều tu sĩ thông qua cửa sổ hướng mắt nhìn xuống băng hỏa đảo. Năm vị đạo cơ, một vị thì không có mặt. Ô chủ của Vạn Đao Ô cười lạnh, Thương Vũ phái lấy cái gì để chống đỡ? Không sai, Liễu Diệp Thiên của Thất Tinh Đường gật đầu. Căn cơ của Thương Vũ phái quá nhỏ bé, thời gian lập phái chưa được bao nhiêu năm, đạo hữu tâm giao đã ít càng thêm ít. Đáng tiếc, Tống Đốc là gia chủ Tống gia là một trong những người có tu vi cao nhất than khẽ. Vương Tiên Tử rời đi quá sớm, nếu có thể ở lại vài 30 năm để dựng nên căn cơ thì Thương Vũ phái sẽ không phải chịu cảnh như này. Khó khăn phủ xuống mà không có ai xuất thủ giúp đỡ, chèo chống. Các thế lực ở gần đây đều có liên hệ, dây mơ dễ má với nhau, kéo một sợi tóc là có thể động tới cả một người cũng là việc bình thường. Cũng vì thế nên xưa nay có rất ít tông môn bị hủy diệt hoàn toàn. Thương Vũ phái chính là một thế lực dễ hạ thủ nhất trong mắt người khác. Có điều Tống Đốc cũng hiểu,
Vương Kiều Tịch mà muốn kết đan thành công thì không thể cứ ở lại tông môn được. Dương Tà, lúc này có một đạo lưu quang phóng lên trời. Hạng Mỗ ở đây, có can đảm thì xuất đầu lộ diện đi. Được. Dương Tà giống lên một tiếng đáp trả rồi tế ra hai cây pháp khí hình cái xiên lao vọt lên. Họ Hạng kia, năm xưa ngươi giết huynh đệ, đồ đệ của ta, hôm nay sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu để tế vong linh bọn họ. Nói khoác, Hạng Phủ Minh cười khinh thường. Năm đó ta có thể giết bọn hắn, hôm nay cũng có thể giết ngươi. Dương Tà giận dữ, gầm lên một tiếng. Cẩu tặc khá lắm, tiếp chiêu. Chỉ một thoáng, không trung nở rộ linh quang, sau đó chui vào mặt nước. Tu sĩ Vân Mộng Xuyên phần nhiều đều tu hành thủy pháp, hai người đấu pháp cũng vậy, thuật pháp khống thủy, ngự thủy đã trở thành bản năng. Ở phía sau Băng Hỏa Đảo, Trọng Minh Hỏa Mãng huyễn hóa thành người nhìn bàn tiệc trước mặt với vẻ luyến tiếc không nỡ rời mắt rồi thở dài bất đắc dĩ. Đáng tiếc, chờ ta đi một chút rồi lại trở về ăn vậy. Lần này chẳng may mà có người chết thì chắc chủ thượng sẽ không tha cho ta đâu. Dứt lời, thân thể nó co rút lại rồi bắn ra, chớp mắt thân ảnh đã nhập vào làn nước. Chương 584, cạ bẫy. Mạc Cầu không nhúng tay vào việc của Thương Vũ Phái, chỉ để Trọng Minh Hỏa Mãng có thực lực đã tiếp cận Kim Đan âm thầm bảo hộ, khi cần mới gọi đến hắn. Không phải tâm tính hắn lạnh lùng không có chút tình cảm nào, mà một phần là vì Trọng Minh Hỏa Mãng có đủ thực lực để bảo vệ một phương. Nếu thực không chống đỡ được nó cũng có thể dùng thủ đoạn thần bí để dẫn người đi mà không gặp vấn đề gì. Lý do thứ hai là vì Mạc Cầu cũng đang có việc khó mà dứt ra được. Hai vệt độn quang rơi xuống một chỗ thủy vực rồi hiện ra thân hình. Một người dáng thon dài, mặc trường bào màu xám, đi giày vải có linh văn, thái dương tóc đã trắng xóa, ánh mắt tang thương là Mạc Cầu. Hắn nhíu mày nhìn kỹ bốn phía, ánh mắt nghi hoặc. Ngươi chắc chắn bên này có Kim Ngân Linh Vĩ. Kim Ngân Linh Vĩ là linh thú dị loại, thực lực bản thân không cao nhưng huyết nhục trên người lại có tác dụng kéo dài thọ nguyên. Ngay cả tông sư Kim Đan nếu ăn vào cũng có thể kéo dài thêm đến trăm năm tuổi. Việc này tương đối hiếm thấy. Điểm mấu chốt nữa là dị thú này có thể nuôi nhốt, sinh sôi, mặc dù cần có thủ đoạn đặc biệt và khó khăn nhưng không phải là không có hy vọng. Ở cách Bắc Xuyên đảo vực không xa lại có Kim Ngân Linh Vĩ xuất hiện, theo lý mà nói thì phải sớm bị người bắt giữ mới đúng. Vấn đề là hoàn cảnh sống của nó có chút đặc thù. 8-9 phần 10 là vậy. Người bên cạnh có tướng mạo giống Chu Huyền Cảm đến mấy phần, người này cũng là một tu sĩ đạo cơ đến từ Chu gia. Hắn nghe vậy thì đáp, tháng gần đây có mấy người nhìn thấy Kim Ngân Linh Vĩ xuất hiện. Một người trong đó chưa từng nghe nói qua linh thú như thế nhưng lại có thể miêu tả lại rất giống, chứng tỏ thông tin ấy rất có thể là thật. Nói xong người này cung tay làm lễ. Kim Ngân Linh Vĩ mặc dù thực lực không mạnh nhưng lại sở trường về ẩn nấp, độn tốc lại cao minh. Chúng ta bất lực đành phải nhờ tiền bối xuất thủ, vừa hay tiền bối cũng đang cần nghiệp chứng tác dụng của Linh Hương. Chỉ cần thông tin của các ngươi là thật là được rồi. Mạc Cầu lắc đầu. Dẫn Linh Hương luyện chế không dễ, dược liệu cũng là Chu gia các ngươi bỏ ra, Mạc Mỗ chỉ vất vả một chuyến thì tính là gì. Nói xong hắn cong ngón tay búng ra, một cây hương đốt toàn thân trắng nõn xuất hiện trước người. Đốt hương đỉnh không gió tự cháy lóe lên hồng mang nhàn nhạt, một sợi khói trắng xuất hiện mang theo một mùi hương khác thường lan ra bốn phía. Tạm chờ đó, hắn vung tay áo dài, cả người dần biến vào hư ảo, khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Nếu quanh đây thật có Kim Ngân Linh Vĩ, nó sẽ không chịu được sức dụ hoặc từ mùi hương này. Vâng, tu sĩ của Chu gia kích động, cũng tự biết mình phải đợi chờ và không làm ảnh hưởng đến sự cảnh giác của Kim Ngân Linh Vĩ nên vội rút lui về phía sau. Mạc Cầu không để ý nhiều, hắn khoanh chân nhắm mắt, đắm chìm trong thức hải mênh mông. Tạm thời hắn không có pháp môn thượng đẳng để tu tập, tham khảo, hắn chỉ đành lần mò theo sở học vốn có để suy luận cải tiến thêm. Việc này tất nhiên sẽ tốn nhiều công sức, nhưng nhờ có tinh thần trong thức hải, chỉ cần có đủ thời gian thì hắn sẽ làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã được bao lâu. Ồ, Mạc Cầu bỗng há miệng thốt ra một tiếng ngạc nhiên. Hắn mở mắt, trong mắt hiện ra linh quang nhìn về phía đáy nước. Mặt nước yên tĩnh không động, cá bơi bên dưới cũng không thấy có gì dị thường nhưng hắn dường như phát hiện ra một điều gì đó thú vị, tầm mắt dõi theo đàn cá đang chậm rãi bơi đi. Chỉ là một con cá chấm phổ thông đang lượn quanh mà thôi. Vảy cá màu xanh, theo phản xạ phát ra ánh sáng ảm đạm,
bộ dáng toàn thân không giống với những con cá bình thường xung quanh khác. Đột nhiên, bạch, trên thân con cá chấm bỗng hiện ra quang mang kim ngân đan xen, một cái vẫy đuôi đã bổ nhào về phía Dẫn Linh Hương với tốc độ kinh người. Tốc độ nhanh chóng khiến hai mắt Mạc Cầu cũng phải trao lại. Suy, Linh Hương phá vỡ mặt nước, há cái miệng nhỏ khẽ tìm tòi, trong nháy mắt sau đã đem toàn bộ Dẫn Linh Hương thôn phệ, tốc độ không thay đổi tiếp tục lướt về phía trước. Ăn đồ của ta rồi còn muốn đi. Mạc Cầu cười lạnh, thân thể lóe lên, trong mắt đã xuất hiện thân ảnh của Linh Ngư. Hắn duỗi bàn tay, năm ngón tay như một cái lồng giam trùm tới Linh Ngư kia. Một chảo này nhìn như bình thường nhưng khí cơ lại bao dung cả bát phương, phong tỏa một phương thiên địa. Lực lượng to lớn ngưng động giữa hư không. Kít! Kim Ngân Linh Vĩ hoảng sợ gào thét, nó phát ra tiếng kêu cổ quái, đôi mắt to đẹp điên cuồng lấp lánh. Bàn tay trước mặt gây cho nó cảm giác tự mình sẽ hoàn toàn bị hãm vào trong đó. Sau tiếng kêu kỳ lạ, thần thông bản mệnh của nó tự hành kích phát. Ông! Hai đạo quang tuyến một vàng một trắng lóe lên, xuyên qua tiên thiên đại cầm nã thủ của Mạc Cầu xuất hiện ở cách đó vài dặm rồi lại hóa thành một đuôi linh ngư. Có điều thứ hiện ra chính là bản thể kim ngân linh vĩ dài chừng hai thước, phần lớn thân thể là những đuôi cá đong đưa như mặt quạt, mỗi lần đong đưa đều có linh quang ẩn hiện, lộng lẫy hư ảo. Vầng sáng kim ngân bao phủ toàn thân từ đuôi cá trở lên, mặt nước phía dưới gợn sóng, một đạo hư ảnh lập tức chui vào trong làn nước biến mất không thấy đâu. Thủy độn, Mạc Cầu than nhẹ, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thân ảnh nhanh chóng hóa thành hư vô hướng về mặt nước mà lao tới. U minh vô ảnh kiếm độn của hắn mặc dù có thể xưng là không cần để ý đến hết thảy, xuyên thủng hư vô nhưng xuống dưới mặt nước cũng không thể không chịu ảnh hưởng. Nhất là những khu vực nước sâu u lãnh cùng áp lực lớn khiến tốc độ của hắn đại giảm. Đó là lý do nếu không phải việc bất đắc dĩ thì hắn không tình nguyện chui vào dưới nước sâu làm gì. Cũng may, dù chịu ảnh hưởng nhưng để đuổi theo một đầu linh ngư thì hắn vẫn dư sức làm được. Bạch! Kim Ngân Linh Vĩ hốt hoảng điên cuồng chạy trốn, thi thoảng còn nhờ đặc tính thiên nhiên của nước để làm cuốn lên vô số mạch nước ngầm nhằm gây cản trở đến Mạc Cầu. Có điều đúng như lời đồn, thực lực của nó quả không tính là mạnh mẽ. Tốc độ kinh người của nó có thể gây khó khăn đối với tu sĩ đạo cơ, còn Mạc Cầu thậm chí không cần phải tránh né, tốc độ vẫn nhanh hơn nó nhiều. Khoảng cách giữa một người một linh ngư ngày một thu ngắn lại, ngươi trốn không thoát. Mạc Cầu thấp giọng, hai mắt nheo lại, một sợi điện quang xuất hiện từ hư không đâm về phía Kim Ngân Linh Vĩ. Đồm đốp, oanh. Lôi đình nổ vang bao trùm trong một phạm vi hình thành một tấm lưới, mắt lưới đan xen không chừa một khe hở nào. Bành! Bên trong nó, thân thể Kim Ngân Linh Vĩ đột nhiên dừng lại rồi nổ tung. Mạc Cầu sững người ra, linh ngư này yếu ớt như vậy. Chớp mắt tiếp theo đó, vô số sợi tơ kim ngân như điện quang từ bên trong xuất hiện, chốc lát đã lướt qua vài dặm rồi lại hiện ra thân hình của linh ngư và tiếp tục lao đi. Mặc dù trốn qua một kiếp nhưng rõ ràng, tình trạng của nó có vẻ không ổn, khí tức trên thân cũng suy yếu đi nhiều. A, Mạc Cầu thở ra một hơi, cảm giác thật may mắn vì con linh ngư kia còn chưa việc gì, nếu không thì hắn cũng không biết nói lại với Chu Huyền cảm thế nào. Ý niệm vừa động, Mạc Cầu lại chuyển thân đuổi theo. Lần này hắn cẩn thận hơn, thu hồi thiên lôi kiếm không tiếp tục dùng thủ đoạn bạo lực nữa. A, bỗng nhiên chân mày Mạc Cầu vểnh lên, tầm mắt hướng về phía trước nhìn. Oanh, ầm ầm, chấn động kịch liệt truyền qua dòng nước tràn ra bốn phía. Các loại linh quang đan xen dưới mặt nước, một số khí tức cường hãn va chạm làm phát ra linh quang chói mắt, tiếng nổ vọng ra đến hơn 10 dặm. Trong đó có hai cỗ khí tức khiến Mạc Cầu cũng phải ngưng trọng. Kim đan. Phía trước có tu sĩ kim đan đấu pháp, mặc dù khí tức lộ ra có hơi cổ quái nhưng thực sự là của tông sư kim đan. Chi chi. Cảnh tượng hỗn loạn phía trước không làm Kim Ngân Linh Vĩ hoảng sợ, nó ngược lại còn phát ra âm thanh hưng phấn rồi liều mạng độn về phía trước. Muốn nhân cơ hội đào tẩu sao? Mạc Cầu nhíu mày, ánh mặt hiện ra linh quang, bàn tay khẽ nắm, từng sợi xiềng xích u lam ở phía sau lặng lẽ hiện ra. Xiềng xích đan vào nhau hóa thành một cây tiêu thương thật dài. Bạch! Hắn vung tay, cây tiêu thương rơi vào trong lòng bàn tay. Hai mắt Mạc Cầu co rút lại, kim đan trong thể nội chuyển động phi tốc, ngũ nhạc chấn, ngục chân thân toàn lực điều động, kinh lực ầm ầm chảy về phía cánh tay. Hắn vung tay lên, tàn ảnh lấp lóe. Bạch! Tiêu thương trong tay lóe lên rồi biến mất, thân thương giống như vật sống đung đưa, chớp mắt đã vượt qua hơn 10 dặm,
mũi thương như răng nanh của độc xà bổ nhào về phía Linh Ngư đang chạy trốn. Chi chi, thật can đảm, có tiếng quát xuyên qua dòng nước, rơi vào trong tai Mạc Cầu. Âm thanh mang theo lực uy hiếp như có thể biến đổi cả thiên địa, đồng thời khiến cho linh cơ xung quanh cũng hiện ra dị tượng. Trong một sát na này, cảm giác như mọi vật xung quanh đều bỗng nhiên có địch ý với Mạc Cầu. Hừ. Mạc Cầu hừ lạnh một tiếng, địa ngục đồ trong thức hải nhất biến hóa thành u minh bao phủ xung quanh, địch ý ở xung quanh hắn ngay lập tức bị nghiền nát. Bàn tay hắn vung lên, xiềng xích ở xa cuốn theo kim ngân linh vũ bay ngược trở lại, rút vào ngự thú đại bên hông hắn, bỏ Linh Ngư ra. Lại có tiếng giống giận vang đến, sóng nước vần vũ, một đại hán khoác kim ngân giáp như một vị tướng quân đạp sóng nước mà tới. Mà đại tiên sinh, lúc này chợt có âm thanh quen thuộc vang lên. Đa tạ đã xuất thủ tương trợ, tạm thời xin mời hãy đưa Linh Ngư ra, tiểu lão nhân sẽ không quên gửi thù lao như ý. Hai mắt Mạc Cầu co rụt lại. Ngô Dụng, lúc này Ngô Dụng đã không mang hình dáng mà hắn thấy lúc trước. Người này khoác trên người giáp vảy bạc, trên đầu là đôi sừng hươu quái dị, đôi mắt lấp lóe linh quang. Hắn rõ ràng là một trong những kim đan mà Mạc Cầu vừa phát hiện thấy. Phái sau hắn là thiếu niên Ngô gia kia. Ngô Dụng vừa dứt lời, chắp tay hướng về Mạc Cầu, thân hình đã chuyển động cuốn theo một cơn lốc xoáy lao xuống dưới thủy vực. Mạc Cầu sờ lên ngự thú đại ở bên hông, khóe mắt nhoe lại, sau cùng nhìn đại hán đang nổi giận đùng đùng lao tới mà lắc đầu bất đắc dĩ. Mọi việc hãy để thực lực quyết định, to gan. Tiếng giống giận tràn ngập sát cơ vang lên, một cây trường thương màu bạc cuốn theo thủy dịch óng ánh đâm về phía Mạc Cầu ở cách xa hơn 10 dặm. Đối phương vừa dứt lời, vô số thủy lôi đã ầm ầm nổ vang. Hạng Phủ Minh đúng là đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Tề Vạn Niên của Vạn Đao Ô làm ra vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi lên tiếng. Người này bản thân đã có truyền thừa bất phàm, lại được Vương Kiều Tịch chỉ điểm, ban thưởng bảo vật, thực lực bản thân đã không thua gì đạo cơ trung kỳ. Hiện giờ hắn liên tiếp đánh bại hai người, Tề Mỗ có ra mặt cũng chưa chắc đã cầm giữ được. Tề huynh quá khiêm tốn rồi. Liễu Diệp Thiên của Thất Tinh Đường nghe vậy thì lắc đầu. Hạng Phủ Minh tuy mạnh nhưng cũng không bằng Tề huynh. Hơn nữa đối thủ của hắn đều còn lưu dư lực chứ không liều mạng cùng hắn. Bản thân hắn lại thi triển một loại cấm thuật nào đó, hiện giờ đã hiện ra vẻ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. À, đến rồi. Hắn còn chưa dứt lời, cuộc chiến phía dưới đã có biến hóa. Hạng Phủ Minh vốn đang chiếm thượng phong, khuôn mặt bỗng ửng hồng, khí tức hỗn loạn rồi bị đối thủ bắt lấy sơ hở liên tục tấn công, tình hình vô cùng hung hiểm. Ngừng tay, từ băng hỏa đảo có một bóng người xông ra. Phong Duyệt Sơn tuy có ý nghĩ riêng so với mấy người ở Thương Vũ Phái nhưng cũng có chung mối thù với đối thủ của Hạng Phủ Minh. Lúc này hắn phất tay tế ra tam âm lục hồn xoa mang theo đạo đạo âm phong lao về phía đối thủ của Hạng Phủ Minh. Họ Phong kia, đối thủ của ngươi là ta. Ở phía trên có một người hét lớn, chân đạp hắc phong, bấm tay tế ra một thanh phi kiếm ngăn cản tam âm lục hồn xoa ở giữa trời. Người này trên cổ có đeo một chuỗi Phật châu, nhìn kỹ thì thấy Phật châu rõ ràng mang hình dáng của đầu lâu trẻ con, tán tu đạo cơ trung kỳ Âu Dương Ác. Hai người cứ thế lao về phía nhau, Hạng Phủ Minh cũng thừa cơ hít vào một ngụm chân khí, tấn công mạnh mấy chiêu bức lui đối thủ rồi lảo đảo thối lui xuống dưới đảo. Cùng lúc ấy, Phong Duyệt Sơn và Âu Dương Ác đã chính diện va chạm. Các bạn đang nghe chuyện Mạc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 585, Liên Lụy. Tống Đạo Hữu, ngươi thấy thế nào? Liễu Diệp Thiên của Thất Tinh Đường nhìn xuống rồi nói. Tống Đốc là gia chủ của Tống Gia, cũng là người có tu vi cao nhất trong những người ở đây, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Hai người đang đấu pháp ở bên dưới cũng không kém những người khác bao nhiêu, muốn bình phán sợ không có sức thuyết phục. Phong Duyệt Sơn xuất thân bất phàm, tính tình cao ngạo, bộc trực nhưng căn cơ vững chắc, truyền thừa không yếu. Pháp khí trong tay hắn cũng rất lợi hại. Tống Đốc khẽ vuốt sợi râu đáp. Âu Dương Ác là một tán nhân, luận về truyền thừa, công pháp tất nhiên không bằng Phong Duyệt Sơn nhưng hắn có thể đạt được như hôm nay không phải là việc dễ dàng. Lần giao thủ này, Âu Dương Ác chiếm lợi thế hơn một chút. Bình thường tán tu khó mà so được với đệ tử của Đại Môn Tiên Tông, nhưng Phong Duyệt Sơn tuy có truyền thừa nhưng cũng không tốt lắm. Trong khi Âu Dương Ác lăn lộn ở ngoài, trải qua nhiều năm cướp bóc, luyện ra được một pháp khí cực phẩm, phần thắng có phần lớn hơn.
Mấy người đang nói chuyện thì phía dưới vang lên tiếng nổ rền vang, tiếng va chạm vang lên không ngớt. Chỉ thấy linh quang nở rộ mà không thấy bóng người, thỉnh thoảng lại có độn quang hiện lên, thấp thoáng rồi nhanh chóng bị linh quang che mất, trận chiến nhất thời khó phân ra thắng bại. Thương Vũ phái lập phái chưa lâu nhưng không thiếu cao thủ, Tề Vạn Niên trầm sắc mặt. Vạn Đao Ô gần với Thương Vũ phái nên vẫn thường xảy ra tranh chấp, nhìn chàng chiến đấu tất nhiên hắn không thấy vừa mắt chút nào. Trưởng môn Vương Kiều Tịch thì thôi không nói, nhưng ngoài Phong Duyệt Sơn ra, trưởng lão Mạc Cầu cũng là một tu sĩ đạo cơ trung kỳ, còn thêm Tiết Lục Y kia nữa. Dù không tính Vương Kiều Tịch vào thì Thương Vũ phái vẫn là một phương thế lực không kém. Khuyết điểm duy nhất của bọn họ chính là thời gian lập phái ngắn ngủi nên căn cơ chưa vững. Chỉ cần cho họ đủ thời gian nhất định sẽ lại sinh ra thêm một tống gia nữa. Mà điều này thì không chỉ có Vạn Đao Ô ở ngay cạnh Thương Vũ phái không cho phép, cả tống gia, thất tinh đường đều sẽ như bị gai đâm. Lần này có người nguyện ý xuất thủ với Thương Vũ phái, chỉ mời bọn hắn tới quan khán, ba phương thế lực tự tin sẽ thu được kết quả tốt. Tống đốc nheo mắt lại. Phong Duyệt Sơn tuy gia nhập Thương Vũ phái nhưng vẫn có tâm tư khác, trưởng lão Mạc Cầu kia lại không hỏi đến việc của tông môn cũng không cần quá để ý đến làm gì. Còn Tiết Lục Y, nàng này rất ít khi động thủ nhưng nhất định không được khinh thường. Ta nghe nói trên người nàng có truyền thừa cực kỳ cao minh. Răng rắc. Mấy người còn đang bàn luận, ở phía dưới đã phát sinh biến cố. Tam âm lục hồn xoa vốn đang đại triển thần uy bỗng hiện ra tiếng nứt vỡ, linh quang trên thân nhanh chóng trở nên ảm đạm. Không ổn, thủ đoạn thật độc ác. Ngừng tay, nhất thời, đám người song phương đều biến sắc. Gương mặt xinh đẹp của Tiết Lục Y trở nên trắng bệch, nàng nôn nóng quát lên một tiếng, phi tiên kiếm xuất ra như thiểm điện rồi hóa thành một sợi khói xanh lao về phía Âu Dương Ác. Phản ứng của nàng không chậm, có điều, bạch, kiếm quang đen nhánh lóe lên rồi biến mất, ngăn trước phi tiên kiếm ở giữa không trung. Đinh, song kiếm va chạm rồi cùng lui về phía sau. Giữa hư không, thân thể Phong Duyệt Sơn cứng đờ, há miệng muốn nói nhưng một vết nứt xuất hiện nơi cổ đã kéo dài xuống đến lưng eo. Phốc xích, huyết vụ tràn ngập, hai đoạn tàn thi đổ nhào xuống phía dưới. Không hổ là tội phạm giết người không gây tay, hạ thủ tàn nhẫn không nể mặt mũi ai. Tề Vạn Niên cau mày. Pháp khí của Âu Dương Ác có lực lượng băng diệt, pháp khí của Phong Duyệt Sơn nhìn bên ngoài thì vẫn bình thường nhưng kỳ thực bên trong đã bị hao tổn nghiêm trọng. Một khi bộc phát, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nhẹ lắc đầu nhìn Âu Dương Ác, trong mắt đã có thêm một tia kiêng kỵ. Tán tu không có bối cảnh, mặc dù không có chỗ dựa nhưng cũng vì thế mà bớt đi không ít điều cố kỵ, có thể ra tay hạ thủ mà không cần lưu tình hay trông trước ngó sau. Ác tặc, ở phía dưới, thân thể mềm mại của Tiết Lục Y run lên, nàng quát lên một tiếng giận dữ, phi tiên kiếm lấp lóe giữa trời hóa thành một kiếm quyết phiêu miểu bao phủ lấy Âu Dương Ác. Chân Tiên Đạo là tông môn cao cấp nhất đương thế, nghe nói truyền thừa được lưu lại từ một tồn tại nào đó từ thời thượng cổ. So với Thái Ất Tông và Yển Tông còn mạnh hơn một bậc, truyền thừa lưu lại tất nhiên bất phàm. Kiếm quang bao phủ xuống huyền diệu dị thường như bao trùm tứ cực, khóa chặt bát phương, phiêu miểu vô tung khiến Âu Dương Ác phải biến sắc. Cảnh giới nàng này không cao nhưng phương pháp ngự kiếm đúng là thần diệu. Âu Dương Ác vội thu hồi phi kiếm, ổn thủ trong mấy trượng quanh mình, đồng thời giật vòng Phật Châu trên cổ xuống rồi vung tay phóng ra. Đi! Theo tiếng quát khẽ, 18 viên Phật Châu hóa thành một cái đầu lâu lớn chừng một trượng há miệng bổ nhào về phía Tiết Lục Y. Mắt đầu lâu hiện ra bích hỏa, cái miệng tràn ngập khói đặc, 18 cái đầu nối thành một mảnh điên cuồng cắn xé. Tiết Lục Y hơi biến sắc, nàng quát lên một tiếng rồi lần nữa tế ra phi kiếm. Phi kiếm bay lượn một vòng rồi hướng về đám đầu lâu mà công kích. Bành! Oanh! Tiếng va chạm trầm thấp vang lên như sấm, bích lân quỷ hỏa vung vẩy tứ phương. Trải qua công kích của phi kiếm, những đầu lâu kia chỉ lui về sau một chút mà không hề bị thương tổn. Sau khi chỉnh đốn, chúng tiếp tục lao tới trước. Ma La Thập Bát Hư Tướng, hai mắt Tống Đốc co rút lại, hắn thấp giọng. Tướng này có cửu phẩm đại thành có thể so với pháp bảo. Bộ pháp khí của Âu Dương Ác sợ là đã đạt tới thất phẩm rồi. Hắn, giết người mà không toan tính. Một tán nhân tâm tính hung tàn như thế, nếu để thay thế Thương Vũ phái liệu có phải là một lựa chọn tốt? Ý niệm vừa động, 18 đầu Ma La Thập Bát Hư Tướng đã phát ra những tiếng kêu quái dị rồi từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy Tiết Lục Y vào giữa. Tiết Tiên Tử, Phó Môn Chủ, trên đảo,
Lương Hồng chưa khôi phục lại bình thường và Hạng Phủ Minh không khỏi hét lên, vội vã khống chế độn quang lao vọt về phía Âu Dương Ác. Các ngươi muốn làm gì? Dương Tà cười lạnh. Muốn cùng động thủ một lượt sao? Chúng ta sẽ tiếp đón đầy đủ. Trong cung điện trên cao, tam đại gia đều chớp mắt, cúi đầu nhìn tình huống bên dưới. Tuy đều nhận thấy đối phương hành động không theo quy củ nhưng lại không có một ai lên tiếng. Phi. Dưới mặt nước, Trọng Minh Hỏa Mãng há mồm phun ra một cây xương cá, thân thể co rít lại huyễn hóa ra hình người, đang muốn hiện thân giải quyết phiền phức thì đúng lúc ấy hai mắt nó co rút lại. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phương xa, đôi mắt hỏa hồng hiện lên một cỗ kinh nghi bất định dần chuyển thành e ngại. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên như sấm rền, đám người đang dương cung bạt kiếm bỗng đình trệ, nhao nhao hướng về tiếng nổ mà nhìn. Chuyện gì xảy ra? Trong tầm mắt mọi người, bầu trời xa xa trên mặt nước hiện ra một con sóng bạc cuộn trào lao tới. Con sóng lúc đầu chỉ như một đường tuyến nhỏ, dần hóa thành màn nước dài hơn 10 dặm che khuất bầu trời. Hai cỗ khí tức khiến người ta run rẩy đang điên cuồng va chạm ở bên trong và đang không ngừng lại gần. Không ổn. Sắc mặt Tống Đốc đại biến, hắn vội vã thôi động Phi Vân Hiên bay về phương xa, có điều Phi Vân Hiên lại không thiện về di chuyển. Tốc độ so với màn nước đang phóng tới thì chậm hơn rất nhiều, trong chớp mắt đã bị màn nước ép tới. Gần. Chết đi. Tưởng Nguyên Sinh giơ cao cây thương, mũi thương phát ra lạnh ý, dung nhập hàn khí vào mặt nước quanh mình hóa thành huyền băng lan tràn ra xung quanh. Chỉ trong thời gian ngắn, một tòa băng sơn đã xuất hiện bên trong làn nước thủy triều. Băng sơn cao hơn trăm trượng ầm vang đập xuống, chưa chậm vào mặt nước đã làm cho thủy vực bên dưới sụp đổ lún xuống mấy trượng. Oanh! Sau tiếng nổ kinh thiên, một đạo hư ảnh từ trong thủy vực xông ra, lóe lên một cái đã xuất hiện ở bên ngoài. Thân thể Mạc Cầu bao phủ bởi khói đen, phía sau có trăm ngàn đầu quỷ hỏa quấn xiềng xích bay múa, xiềng xích đột nhiên quấn vào nhau rồi đập về phía băng sơn. Hay! Hắn quát khẽ một tiếng, kim đan trong thân thể cấp tốc rung động, ngũ nhạc chấn ngục chân thân toàn lực vận chuyển. Xiềng xích vung vẩy giữa trời mang theo băng sơn di chuyển một vòng lớn rồi ném ngược trở lại, thủy vực phát ra rung động ngàn trượng. Răng rắc! Tiếng nứt gãy vang lên liên tiếp. Một cây ngân thương xuyên vào băng sơn, mũi thương rung động, lực lượng to lớn bộc phát khiến băng sơn ầm ầm vỡ nát. Đỉnh núi to lớn ở trước mặt hai người không khác gì một thứ đồ chơi trẻ con. Mạc Cầu nhìn Tưởng Nguyên Sinh đuổi theo bằng ánh mắt có phần bất đắc dĩ, thân hình hắn lóe lên đã hóa thành một sợi âm phong xông vào trong đám mây ở phía trên. Phía trong đám mây lại chính là Phi Vân Hiên. Tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Cút đi. Tưởng Nguyên Sinh theo sát phía sau lao về phía đám mây, thấy Mạc Cầu thấp thoáng bên trong, trong khi trận pháp trên Phi Vân Hiên cũng đã được toàn lực thôi động. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, cầm thương lao vào tới. Trường thương trong tay hắn chính là một kiện dị bảo, vừa giơ lên đã oanh tạc không khí làm vang lên những tiếng nổ vang, từng tầng khí lãng kéo theo kình phong gào thét tràn ra. Lầu các trên Phi Vân Hiên đúng là đã gặp phải đại kiếp. Linh quang trận pháp không chịu nổi một kích mà bạo toái trong nháy mắt, đình đài lầu các cùng ầm ầm nổ tung, vô số người kêu thảm từ trên mây rơi xuống mặt nước thủy vực. Bên trong đó có cả tu sĩ đạo cơ nhưng chỉ mất 2-3 hô hấp thời gian, Tưởng Nguyên Sinh đã xông phá Phi Vân Hiên, chém nát tường vân trong không trung. Một lát sau, một ít phòng ốc còn sót lại mất đi trận pháp trèo trống cũng tự động rơi xuống mặt nước. Pháo đài di động Tống gia hao phí trăm năm xây đắp, cũng là chỗ gia tộc dựa vào cứ như thế tiêu tán. Mạc Cầu từ trong đó xông ra, thân thể lóe lên đã hóa thành một vỗ âm phong thổi ra bốn hướng, bản thể ẩn vào bên trong không rõ thực hư. Đứng lại, Tưởng Nguyên Sinh trợn mắt trừng trừng, trường thương như thân rồng điểm ra vô số cột nước. Cột nước chỉ to bằng ngón tay nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bất kỳ vật gì quanh đó chạm vào đều toái liệt tại chỗ. Phi kiếm của Dương Tà, đầu lâu của Âu Dương Ác, vật hộ thân của Tống Đốc, cả đám tu sĩ đạo cơ trong, nháy mắt đều kêu lên thảm thiết, miệng phun máu tươi, không kịp nghĩ nhiều vội vàng bỏ chạy ra bốn phía. Đúng là tai bay vạ gió. Tiết Lục Y phản ứng không chậm, thừa lúc không chịu ảnh hưởng vội vã trở về băng hỏa đảo toàn lực kích phát trận pháp trên đảo. Đối mặt với thảm trạng của người khác, bọn họ cũng khó mà mỉm cười, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Tông sư Kim Đan. Chiến trường chém giết của hai vị tông sư Kim Đan, ngay cả tu sĩ đạo cơ hậu kỳ như Tống Đốc cũng không có lực phản kháng. Một lát sau, khung cảnh tan hoang, hai đạo khí tức kinh khủng cũng biến mất. Thật nguy hiểm. Lương Hồng tái mặt, giọng nói run rẩy.
may là vận khí của chúng ta không tệ, hai vị. Tiền bối kia không để ý đến nơi này, nếu không chúng ta cũng khó lòng mà thoát được. Ừm, Tiết Lục Y lộ vẻ mặt trầm ngâm, đôi mắt đẹp chớp động. Mấy người Dương Tà thế nào rồi? Yên tĩnh. Một khắc sau đó, mấy người không khỏi sáng mắt lên, thân thể hiện ra sát cơ, không nói hai lời cùng tế phi kiếm xông ra ngoài đảo. A, à, xin hạ thủ lưu tình. Phốc, máu tươi bắn ra tung tóe. Một đám phế vật. Ở trong một động phủ nào đó, một nữ tu ăn mặc diễm lệ phất tay, đem ngọc giản hạ nhân đưa tới quảng bay ra ngoài đập xuống mặt đất vỡ tan khiến đám người phía dưới run lẩy bẩy. Chỉ là một thương vũ phái bé nhỏ. Chủ thượng. Có hai nữ nhân quỳ gối dưới mặt đất cúi đầu nói. Theo tin tức chúng ta dò xét thì kế hoạch vốn diễn ra bình thường, đột nhiên có hai vị kim đan đấu pháp xông tới nên mới bị liên lụy. Người phía Dương Tà bị tử thương thảm trọng, còn người của thương vũ phái vận khí tốt may mắn không bị ảnh hưởng, sau đó mới phản sát ngược lại. Kim đan, đôi mắt đẹp của nữ tu kia khẽ trao lại. Hai vị. Nghe nói có hai vị tông sư kim đan xuất hiện nhưng nữ tu này lại ra vẻ không hề lo lắng sợ hãi. Một người trong đó là đệ tử của vạn tượng chân nhân Tưởng Nguyên Sinh, một người khác thì không rõ lai lịch. Nữ nhân phía dưới bẩm báo. Tưởng Nguyên Sinh đang đuổi bắt người của Huyền Hỏa giáo, người kia bỗng nhiên nhúng tay vào, hai người đánh nhau, nghe nói sau cùng vẫn chưa phân thắng bại. Vạn tượng chân nhân, gò má nữ tu kia hơi giật giật, nàng khoát tay áo vẻ bất đắc dĩ. Đã vậy thì việc này xem như thôi đi. Trước mắt cần tìm hiểu tình hình Vương Kiều Tịch, theo tính toán thời gian thì nàng ta cũng sắp về đến Bắc Giang rồi. Việc chủ thượng giao phó nhất định phải làm tốt, nếu không, ta sẽ bắt các ngươi hỏi tội. Nói xong ánh mắt của nữ tu kia trầm xuống, nàng trợn mắt nhìn hai nữ nhân đang quỳ bên dưới. Vâng, hai nữ nhân kia run rẩy, vội vã gật đầu. Chương 586, Bí Phường Linh Hỏa. Trên mặt nước, mảnh vỡ kiến trúc và hài cốt chập trùng rồi bị dòng nước cuốn về phương xa. Có một ít thi thể vướng vào bờ bụi chìm nổi trong mấy khe nham thạch. Tai bay vạ gió. Tống đốc là gia chủ Tống gia ngồi trên ghế mềm, sắc, mặt tráng bệch, lúc nói chuyện thân thể hắn khẽ run lên rồi che miệng ho nhẹ vài tiếng. Ai có thể ngờ được chúng ta lại đụng phải chàng chém giết của tông sư Kim Đan. Cao nhân như thế đấu pháp, dù chỉ bị liên lụy thì ảnh hưởng của nó chúng ta cũng không chịu nổi. Nói xong hắn lại thở dài lần nữa. Gặp phải việc như thế hắn đành chỉ tự nhận là không may, càng không có dũng khí đi tìm đối phương đòi lý lẽ. Liễu Diệp Thiên của Thất Tinh Đường cũng không may mắn hơn, cánh tay phải đã bị mất, khí tức trên người suy yếu. Chúng ta phải đa tạ ơn cứu mạng của Tiết Tiên Tử, nếu không kết cục thế nào khó mà nói trước. Không có gì, dù trong lòng đầy vui mừng, bên ngoài Tiết Lục Y vẫn phải làm ra bộ dạng bi thống, nàng thở dài. Đáng tiếc, chúng ta ra tay chậm một bước, Tề Ô chủ bất hạnh gặp nạn, thực sự là khiến cho chúng ta cảm thấy tiếc nuối. Những người khác nghe xong đều biến sắc nhưng không ai lên tiếng. Tề Vạn Niên đúng là thụ thương không nhẹ nhưng với thực lực của mấy người thương vũ phái, đã cứu được Tống Đốc, Liễu Diệp Thiên, lẽ nào không cứu được hắn? Tất nhiên, những suy nghĩ ấy cũng chỉ hiện lên ở trong lòng của mọi người mà thôi. Hiện giờ dù sao thương vũ phái cũng là ân nhân cứu mạng của cả đám, bọn họ không thể vì một người ở ngoài mà vạch ra sự thật chẳng có lợi cho ai. Tề Vạn Niên bỏ mình, Vạn Đao Ô sẽ như rắn mất đầu, tiếp đây tình hình tiến triển thế nào không ai dám nói trước, Tống gia và Thất Tinh Đường đều muốn trở về chuẩn bị ứng đối. Tiết Lục Y mỉm cười không nói, sự việc này tất nhiên là do nàng cố tình gây ra. Cứu người là để lôi kéo quan hệ, nếu không mọi người đều chết, Thương Vũ Phái cũng không thể giải thích và trở thành mục tiêu công kích. Còn không cứu Tề Vạn Niên của Vạn Đao Ô là vì những năm qua hai bên đã chất chứa nhiều ân oán, nàng không ngại ném đã xuống giếng để giải quyết cho xong. Tề Vạn Niên không còn, địa bàn của Vạn Đao Ô khó mà ổn định như trước, các thế lực xung quanh sẽ chuyển tầm nhìn khỏi Thương Vũ Phái, nàng sẽ có thêm không ít thời gian để chấn chỉnh, chuẩn bị. Tống gia và Thất Tinh Đường thì khác, nội tình bọn họ thâm hậu, cho dù có chết một vị gia chủ, đường chủ thì cũng không thể gây tổn hại đến căn cơ được. Mà đạo hữu, Tống Đốc tất nhiên biết được tính toán của Tiết Lục Y nhưng cũng không thể làm gì, chỉ đành lắc đầu nhìn Mạc Cầu vừa tới không lâu. Ta nghe danh thuật luyện đan của đạo hữu cực kỳ cao minh, y đạo cũng thâm diệu, không biết đạo hữu có linh dược nào có thể chữa trị vết thương trên người Tống Mỗ hay không. Tống Mỗ vô cùng cảm kích, Tống gia chủ mang hình dạng thủy ngâm,
khí huyết do tông sư kim đan thôi phát tác động vào trầm tích khó thông, biện pháp trị liệu không nhiều. Mạc Cầu trầm ngâm rồi nói, linh dược thì có đấy, nhưng lại cần không ít dược liệu, nhất thời khó mà phối, chế được. Điểm ấy thì không sao. Hai mắt Tống Đốc sáng lên, hắn vốn nghĩ phải cần đến mấy chục năm để tu dưỡng, hiện giờ có biện pháp khôi phục nhanh hơn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Mà đạo hữu cần dược liệu gì thì cứ nói, chỉ cần Tống Đốc ta có thể lấy được thì sẽ cung cấp đủ. Tống gia nguyện gửi thù lao xứng đáng. Việc này, Mạc Cầu ra vẻ chần chừ nhìn Tiết Lục Y. Mạc Mỗ chính là luyện đan sư của Thương Vũ Phái, hàng ngày đều cần phải luyện chế ra không ít đan dược cho tông môn. Mà đan dược đạo hữu cần lại tốn nhiều thời gian cho nên việc này rất cần Tiết Phó trưởng môn cho ý kiến. Đôi mắt đẹp của Tiết Lục Y sáng lên, trong lòng thầm khen Mạc Cầu ứng xử khéo léo. Quả nhiên, Tống Đốc hơi biến sắc, hắn quay sang nhìn Tiết Lục Y với ánh mắt đã có thêm mấy phần câu nệ. Tiết tiên tử, Tống gia chủ yên tâm, thương thế của ngươi là việc quan trọng, ta nhất định sẽ bảo Mạc trưởng lão tận lực để luyện chế đan dược cho ngươi. Tiết Lục Y hứa hẹn. Còn chuyện hôm nay, việc hôm nay vốn là do Thủy Khấu tung tin đồn nhảm. Dương Tà và Âu Dương Ác đều không phải là loại người lương thiện. Thương Vũ Phái thay trời hành đạo đúng là việc đại thiện. Không chờ Tống Đốc trả lời, Liễu Diệp Thiên ở bên cạnh đã lớn tiếng. Tiết tiên tử làm rất tốt, chúng ta không có gì để nói. Đó chính là việc thiện cho mọi người. Tiết Lục Y gật đầu, đôi mắt đẹp hiện ra ý cười. Không lâu sau đó nàng đưa mắt nhìn Tống gia và Thất Tinh Đường rời đi. Một đám tu sĩ đạo cơ của Thương Vũ Phái đứng trước đại điện không giấu được ý cười trên khuôn mặt. Thật thống khoái, Hạng Phủ Minh vung mạnh cánh tay. Sau ngày hôm nay, Thương Vũ Phái chúng ta xem như đã đặt vững chân đế ở chỗ này, đám người kia có muốn đến khiêu khích cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Đúng vậy, Tiết Lục Y chớp mắt, tiếng nói rung rung. Chân tiên đạo truyền lại từ thượng cổ, trải qua mấy lần đại kiếp cũng không để mất truyền thừa. Tông môn có truyền ngôn, đạo này được thiên ý gia trì, môn hạ đệ tử đều có thần trợ giúp, gặp tai kiếp có thể từ giữ hóa lành. Trước đây ta chỉ nghe mà không để tâm, hôm nay tao ngộ mới thấy rõ ràng thiên ý và tin tưởng. Coi như thật có thiên ý thì cũng là thiên ý ở tại chúng ta. Lương Hồng khẽ vuốt sợi râu rồi nở nụ cười hiếm thấy rồi lại lắc đầu. Đáng tiếc là Phong huynh không được nhìn thấy cảnh này. Yên tĩnh. Đôi mắt đẹp của Tiết Lục Y kích động, trong mắt không có nét bi thương mà ngược lại lại có phần nhẹ nhõm. Hạng Phủ Minh hơi động khóe miệng nhưng không nói gì. Thực sự là bọn họ cũng không cảm thấy quá thương cảm cho đối phương. Mạc Cầu đưa tay khẽ vuốt ống tay áo, thân thể trọng minh hỏa mãng trong tay hắn chợt cứng đờ, trong lòng thầm kêu khổ. Cái chết của Phong Duyệt Sơn là do nó nhất thời sơ sẩy không kịp thời xuất thủ ứng cứu. Nó vốn nghĩ đối phương không phải là người quan trọng. Dù sao chết thì cũng đã chết rồi nhưng xem ra, nó khó tránh được một trận trách phạt. Mạc huynh, Tiết Lục Y ngẩng đầu, thấp giọng nói. Thương tổn của Tống Đốc kia ngươi thật có phương pháp trị liệu. Mạc Cầu gật đầu, tiện tay đưa ra một bình đan dược. Nếu không uống thuốc, hắn sẽ cần mấy chục năm để dung dưỡng. Sau khi dùng thuốc thì không cần đến 10 năm là có thể trở lại bình thường. Đan dược ở đây, phó môn chủ tự quyết định xem có cho hay không. Việc này, Tiết Lục Y sững sờ, nàng chần chừ một lát rồi mới đưa tay nhận lấy cái bình, khẽ thì thào. Đa tạ, đối với vị Mạc trưởng lão này, nàng luôn có một cảm giác vi diệu không bình thường. Mọi người chỉ thấy hắn không tỏ vẻ quan tâm đến bang phái nhưng không chỉ có trúc cơ đan mà còn đan dược này nữa đều rất quan trọng với tông môn. Xưa nay hắn lại chưa từng nhắn đến thủ lao. Còn nếu bảo đối phương thực sự quan tâm đến tông môn thì người này cả ngày không thấy tăm hơi đâu. Ngay cả lần đấu pháp vừa rồi hắn cũng tới trễ, vẻ tùy ý khiến cho người khác khó mà tin phục. Đối mặt với Mạc Cầu, Tiết Lục Y luôn có cảm giác mình đang đối mặt với một vị trưởng bối vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đối phương nhìn qua rất không đáng tin, nhưng khi có việc lại hoàn toàn có thể mang ra làm chỗ dựa. Sau một lúc ngẫm nghĩ, nàng lấy từ trên người ra một tấm lệnh bài. Mạc huynh, ta biết ngươi vẫn đi phường thị tìm kiếm linh vật nhưng có nhiều thứ bên ngoài rất khó thấy. Đây là một cái lệnh bài bí thị, nếu ngươi thấy hứng thú thì có thể đi nhìn xem, biết đâu lại gặp được thứ mình cần. Có điều phải cẩn thận một chút, nơi này ở biên giới Bắc Xuyên đảo vực, là nơi không thuộc quyền quản lý của Cửu Giang Minh và Tứ Đại Thế Gia, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Cầu khẽ chớp mắt rồi đưa tay nhận lấy lệnh bài. Đa tạ.
hắn hiện đang phát sầu vì Bí thị lúc trước vốn thuộc về Cửu Giang Minh, Chu gia chiếm một thế lực không nhỏ trong ấy, cho nên bây giờ hắn không thể đến đó được. Chu gia đã hãm hại hắn, há có thể dễ dàng từ bỏ như thế. Bí thị này lại cho hắn một cơ hội khác. Phó môn chủ. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người vui vẻ nói. Trưởng môn đưa tin, ít ngày nữa người sẽ trở về. À, Tiết Lục Y ngây ra, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang cuồng hỉ, hai tay vỗ mạnh. Hôm nay thật đúng là song hỉ lâm môn. Những người khác cũng cao hứng bừng bừng, đám đệ tử nhảy cẫng lên hoan hô. Có một vị đạo cơ hậu kỳ ở đây, Thương Vũ phái như có thêm một cây định hải thần châm để dựa vào. Mạc Cầu khẽ chớp mắt, trên mặt cũng hiện ra ý cười. Vương Kiều Tịch, sóng nước dập dờn, trời xanh thăm thẳm. Một đạo độn quang xẹt qua không trung rồi chợt dừng lại để lộ ra thân ảnh của Mạc Cầu. Tay hắn cầm một tấm lệnh bài, quay nhìn xung quanh một vòng, nhíu mày. Linh quang sáng lên hướng về phía lệnh bài mà tới. Ông, linh quang lấp lóe, lệnh bài rời khỏi tay lao vọt về phía xa. Mạc Cầu hơi trầm ngâm rồi nhanh chóng đuổi sát theo sau. Không bao lâu, lệnh bài như va vào một tấm màng mỏng mắt thường không thấy được rồi biến mất không thấy đâu nữa. Mạc Cầu nhíu mày, hắn chậm rãi tới gần. Ba, bước qua một tấm màn mỏng như hơi sương, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Ở xa có một cái mai rùa lớn chừng ngàn trượng, mặt sau lơ lửng giữa không trung, trên đó có một tòa phường thị có rất nhiều tu sĩ đang náo nhiệt. Từng phòng ốc xa xây trong mai rùa, người đi kẻ lại như dệt. Đây chính là phường thị bí mật mà Tiết Lục Y nói tới. Thật thú vị. Không biết là con rùa này lớn bao nhiêu mà cái mai lại khổng lồ như thế. Chỉ vào hình thể của nó, lúc còn sống chắc cũng phải là một cự thú so được với tông sư Kim Đan. Mạc Cầu chớp mắt, thân thể lóe lên đã xuất hiện gần biên giới cái mai rùa. Hắn nhìn về trước mặt, trên mai rùa có trận pháp bao phủ, vừa để đảm bảo an toàn cho tu sĩ bên trong nhưng đồng thời cũng ít nhiều tạo ra những hạn chế. Hạn chế này là thứ khiến hắn hơi chần chừ. Đột nhiên, Mạc Cầu cảm thấy cảnh giác nổi lên trong lòng, hắn quay ra sau nhìn, ở đó có một đạo độn quang xanh biếc hiện ra, hóa thành một thân ảnh nhìn Mạc Cầu chắp tay. Vinh hạnh, không ngờ Mạc Đại Tiên Sinh cũng tới bí phường này của lão đạo. Chúc lão, Mạc Cầu kinh ngạc, hắn chắp tay đáp lễ. Thì ra nơi này do Chúc lão lập nên, Mạc mỗ bội phục. Vị này là Chúc lão, là tông sư Kim Đan Mạc Câu đã từng gặp trong lần tụ hội trước đó. Chúc lão là một tông sư Kim Đan tương đối thần bí, thực lực người này cũng thâm bất khả trắc. Mấy năm vừa qua Mạc Cầu gặp không ít tông sư Kim Đan nhưng chỉ có một số ít người khiến cho Mạc Cầu có cảm giác không thấy được nông sâu, vị này chính là một người trong số đó. Mạc Cầu hoài nghi người này là một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, còn về cảnh giới Nguyên Anh thì cả Vân Mộng Xuyên to lớn như thế, chân nhân Nguyên Anh chỉ giải rác mấy người, mỗi vị đều có những điểm đặc thù riêng, thật hổ thẹn. Trúc lão lắc đầu cười khẽ. Chỉ là nhân lúc nhàn hạ vô sự, ỷ có tiền nhân lưu lại từ trước nên ta dựng lên chỗ này cho đồng đạo có nơi giao lưu mà thôi. Mà đại tiên sinh, xin mời. Nói xong Trúc lão chìa tay lướt về phía cái mai rùa. Ở đó có một cung điện hình dạng cổ xưa nhưng không chịu trận pháp của mai rùa bao phủ, có thể tùy ý đi lại. Mạc Cầu vừa ngẫm nghĩ vừa đi theo đối phương. Độn quang rơi xuống trước mặt cung điện, Trúc lão với mái tóc trắng bồng bềnh, dáng người tiên phong đạo cốt chậm rãi đi trước, đồng thời từ tốn nói. Nghe nói Mạc Đại Tiên Sinh có đắc tội với Chu gia. À, Mạc Cầu nhíu mày, lời này của đạo hữu là có ý gì? Ha ha, Trúc lão cười khẽ, mấy ngày nay xung quanh đều có tin đồn, ngươi tự mình cướp lấy một linh vật vốn thuộc về Chu gia, bọn hắn vẫn đang tìm ngươi để đòi lại công đạo. Nói xong Trúc lão liền trấn an. Mạc Đại Tiên Sinh không cần khẩn trương, nơi này của lão hủ không chịu sự ảnh hưởng của Chu gia, ngươi có thể đi hay ở tùy ý, không có ai ngăn cản. Mạc Cầu lắc đầu, Chu Huyền Cảm làm ra việc này thực sự có chút bỉ ổi. Có điều nghĩ lại thì việc này cũng rất bình thường. Một người đắc tội với Thiên Cơ công tử, Vạn Tượng chân nhân thì lấy Mạc Cầu ra làm khiên đỡ cũng là việc có thể xảy đến. Mạc Cầu ôm quyền chắp tay, đa tạ Trúc lão. Không cần khách khí, Trúc lão mỉm cười khoát tay. Ta chỉ là không tin lời nói của Chu gia, dù sao với bản lĩnh của Mạc Đại Tiên Sinh, nếu có thì chắc sẽ tìm cách tham ô thứ khác chứ không thiếu những loại linh dược giúp tăng thọ nguyên. Trúc lão thật có tầm mắt, Mạc Cầu thán phục. Chỉ tiếc là người khác lại không nghĩ như thế.
trên đời không thiếu những kẻ ngu dốt, mà đại tiên sinh không cần quá để ý làm gì. Hai người theo nhau đi vào thiên điện, Trúc lão đưa tay ra hiệu. Xin mời ngồi. Đa tạ. Đáng tiếc là hình như Mạc đại tiên sinh có để lại một cửa hàng trong bí phường của Cửu Giang Minh, lần này lại làm lợi cho Chu gia rồi. Không sao, cửa hàng đó cũng không có gì giá trị. Ừm. Trúc lão gật đầu, nói thêm vài câu rồi mở lời thăm dò. Không biết đạo hữu thấy bí phường này của ta thế nào, nếu nhàn hạ thì có thể dừng chân mở hiệu thuốc ở đây để tiện cho việc giao dịch xem sao. Ồ, Mạc Cầu hiếu kỳ hỏi lại, ở chỗ này của Trúc lão còn thiếu một nơi như thế hay sao? Đan phô cửa hàng thì có, Trúc lão cười nói, nhưng không có cao nhân tọa trấn. Đôi mắt Trúc lão lấp lóe. Vừa hay lão hủ mới có vào tay một đạo linh hỏa, nghe nói đạo hữu rất quan tâm đến thứ này, không biết lần này Mạc tiên sinh có thấy hứng thú hay không. Là loại linh hỏa nào? Phật môn Hắc Liên Tịnh Hỏa. Các bạn đang nghe chuyện Mạc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 587, Cố Nhân. Hắc Liên Tịnh Hỏa. Mạc Cầu trở nên nghiêm túc. Linh hỏa trong thiên hạ cũng phân ra tiên thiên, hậu thiên. Số lượng phong phú cơ hồ khó mà tổng hợp được hết, nhưng những loại có danh tiếng thì lại không nhiều. Hắc Liên Tịnh Hỏa là một trong số đó. Linh hỏa này do cao tăng Phật môn luyện hóa mà thành. Tụ nghiệp lực, nhân quả, dung nhân tâm oán niệm, lại lấy trí tuệ vô thượng sinh sinh hàng phục. Cấp bậc trí cao nghe nói có thể hủy diệt lực lượng chúng sinh. Tất nhiên, lời này chỉ là lời tán dương chứ thực tế không được như vậy. Chính là Hắc Liên Tịnh Hỏa. Trúc lão gật đầu. Hỏa này có thể thiêu âm hồn chi vật, tịnh hỏa nhất đốt, trừ phi là pháp bảo, nếu không thần niệm trên đó sẽ bị đốt hết trong nháy mắt. Làm phiền Mạc Cầu chắp tay. Mạc mỗ, cảm thấy rất hứng thú. Thực lực tăng lên, nếu chỉ đơn thuần dựa vào cảnh giới tu vi thì tốc độ tăng trưởng sẽ cực kỳ chậm, việc mượn nhờ ngoại vật là không thể thiếu. Giống như nếu có được vào tay một kiện pháp bảo, thực lực của tông sư Kim Đan có thể tăng lên gấp bội. Với Mạc Cầu, việc phục dụng huyết đan, kích thích huyết mạch nhục thân tiến hóa và luyện hóa linh hỏa để gia tăng uy năng chân hỏa tự thân đều là những đường tắt. Có điều đến cảnh giới này, tinh huyết linh thú phù hợp với yêu cầu và linh hỏa cực phẩm đã rất khó gặp, gặp rồi thì không dễ từ bỏ. Ba ba, Trúc lão vỗ tay, phía sau đại điện có tiếng chuyển động của cơ quan. Không lâu sau có một cái băng hộp ngọc được đưa tới. Hộp ngọc vuông vức dài hơn một xích, toàn thân rèn đúc từ băng tinh, bên trong có một vật màu đen. Nhìn kỹ mới thấy vật màu đen kia chính là một đóa hỏa diễm. Đuôi hỏa diễm phấp phới, bốn phía nở rộ nhưng lại bị một cỗ hàn ý cực hạn đông cứng tại nguyên chỗ. Mạc Cầu đưa mắt nhìn, cảm giác u lãnh, tĩnh mịch, hắc ám, diệt tuyệt. Khiến tinh thần người ta nổi lên tịch diệt chi ý. Hắc Liên Tịnh Hỏa. Không hổ là linh hỏa đại danh đỉnh đỉnh của Phật môn, nếu không có đạo tâm kiên định thì chỉ cần nhìn vào thôi là sẽ lâm vào điên cuồng. Hoa, địa ngục đồ trong thức hải lặng lẽ triển khai, 18 tầng địa ngục chập trùng lên xuống, vẻ vô cùng ăn ý với linh hỏa. Ừm, Mạc Cầu nhắm hai mắt, đưa tay sờ vào hộp băng. Ê, một ngọn lửa màu đen bị hắn dẫn ra tựa như một con rắn trườn quanh linh hoạt, quấn quanh các ngón tay của hắn. Trúc lão há miệng, đang muốn cảnh báo nhưng nhìn thấy thế thì không khỏi kinh ngạc. Hắc Liên Tịnh Hỏa, ngay cả tông sư Kim Đan cũng không dễ chạm vào mà chưa được luyện hóa, thế mà vị Mạc đại tiên sinh này lại có thể điều khiển nó một cách tự nhiên như thế. Khả năng khống hỏa này, phóng nhãn khắp cảnh giới Kim Đan cũng không có mấy người làm được, những người làm được đều là cường giả đỉnh cao một phương. Trúc lão lộ vẻ trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lúc ấy có người từ ngoài điện tiến vào, khom người. Sư tổ, trưởng môn Vương Kiều Tịch của Thương Vũ phái cầu kiến. À, cái tên quen thuộc khiến trong lòng Mạc Cầu khẽ động, hắn vô thức nhìn ra bên ngoài. Vương Kiều Tịch không trở về tông môn ngay mà lại tới nơi này, hẳn là nàng chỉ đi ngang qua nhưng vừa hay lại thật đúng dịp. Trưởng môn Thương Vũ phái, Trúc lão nhíu mày, hình như không thấy quen thuộc với cái tên này lắm nên chỉ thuận miệng hỏi. Có việc gì? Đệ tử bên ngoài trả lời. Vương trưởng môn nghe nói lão giả có một đoạn nguyên từ linh mộc có tác dụng đối với việc kết đan của nàng cho nên tới đây xin đổi lấy. Đây là đồ vật nàng trình lên. Nói xong hắn cách không đưa lên một mai ngọc giản. Trúc lão tiếp nhận, thần niệm quét qua rồi khẽ lắc đầu.
số lượng công đức với Cửu Giang Minh không ít, xem ra người này đã hao tốn không ít tâm tư, đáng tiếc. Vương Kiều Tịch, cái tên này, Trúc lão ngẩng đầu trả lời. Ngươi nói cho nàng biết, nguyên tử linh mộc vẫn còn có tác dụng đối với lão phu nên không thể cho người ngoài. Ngươi bảo nàng đến nơi khác cầu linh vật đi. Vâng, người đệ tử vội đáp. Sao vậy? Mạc Cầu đưa mắt hỏi. Trúc lão biết người này sao? Hắn nhận ra, ngay từ đầu Trúc lão đã có để ý đến cái chức vị trưởng môn Thương Vũ phái kia, nhưng sau khi nghe đến tên Vương Kiều Tịch thì thái độ lại thay đổi hẳn. Trúc lão gật đầu. Có người đồng đạo từng nói về nàng này, hình như đã đắc tội với một vị đạo hữu nào đó, không hy vọng nàng ấy có thể có được linh vật để kết đan. Mặc dù ta không sợ người kia nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ tìm lấy phiền toái. Mạc Cầu nhíu mày, sắc mặt hơi biến đổi. Sao thế? Trúc lão nhìn thấy thái độ của hắn thì hỏi. Mạc tiên sinh biết nàng ấy? Cũng không hẳn. Mạc Cầu lắc đầu. Chỉ là Mạc mỗ nhớ tới tao ngộ mấy năm trước. Hơn 200 năm tu hành, vất vả bôn ba nhưng cũng không dễ mà cầu được linh dược. Năm đó tại hạ chỉ hận mình chưa gặp được tiền bối dẫn lối trợ giúp, hai phí nhiều năm thời gian mới may mắn kết đan, hiện giờ nhớ lại lúc đó vẫn còn thấy xúc động. Đúng vậy, Trúc lão cũng than nhẹ, vẻ mặt lộ ra vẻ phiền muộn. Năm đó lão hủ cùng mấy vị hảo hữu tự xưng là Trúc Lâm Thất Hiền, trong đó có hai vị huynh trưởng là người có hy vọng kết đan rất lớn, chẳng may gặp phải ác nhân mà. Nếu không có sự việc đó, có thể hiện giờ lão hủ vẫn còn các lão hữu đồng hành cùng nhau. Dứt lời, Trúc lão làm ra vẻ trầm tư. Lão dừng một chút rồi ngẩng đầu, hướng ra ngoài điện nói. Hữu An, có vãn bối. Ngươi nói cho vị trưởng môn Thương Vũ phái kia, linh dược có thể cho nàng nhưng công đức của nàng chưa đủ, cần làm cho ta một chuyện. Trúc lão chậm rãi nói. Nếu nàng đồng ý thì mang đến gặp ta. Vâng, người ở ngoài điện khom người. Vãn bối cáo tử. Mạc Cầu không đổi sắc mặt, tựa như sự việc vừa rồi chỉ là một việc nhỏ phát sinh. Hắn cúi đầu nhìn Hắc Liên Tịnh Hỏa rồi mở miệng. Linh hỏa này Mạc mỗ rất hứng thú, Trúc lão xin đưa ra giá cả. Ha ha, Trúc lão bấy giờ mới hồi tâm, vuốt râu cười. Mà đạo hữu hài lòng là tốt, hỏa này đặt ở đây cũng vô dụng, mà đồng đạo cần đến cũng không nhiều. Mặc dù nó hiếm thấy nhưng bán cũng không được bao nhiêu giá. Mạc Cầu mỉm cười không nói. Linh vật như thế này ở trong tay người không cần dùng thì chỉ để cất giữ, nhưng ở trong tay người cần thì lại bán được giá rất tốt. Đối phương không thể vô duyên vô cớ mà tặng cho mình. Hai người còn chưa thân quen đến mức đó. Kỳ thật lão hủ đang có một chuyện muốn nhờ. Quả nhiên Trúc lão thu hồi ý cười trên mặt chỉ về linh hỏa đặt trên bàn. Nếu đạo hữu đồng ý giúp đỡ, linh hỏa này xem như thù lao. Ồ, Mạc Cầu nhíu mày hỏi. Là chuyện gì? Việc này vừa hay lại có quan hệ đến chuyện trưởng môn Thương Vũ phái kia cần làm. Trúc lão nói. Có điều Vương Kiều Tịch kia chỉ là tu sĩ đạo cơ. Mặc dù ta có tìm được vài người nhưng trước mắt vẫn còn thiếu một vị cao thủ tọa chấn. Là giải quyết một cứ điểm của tu sĩ tà ma. Tà ma? Mạc Cầu nhíu mày rồi chậm rãi nói. Tại đan đạo thì Mạc mỗ có chút tự tin, nhưng đấu pháp thì không am hiểu lắm. Việc như thế sao Trúc lão không nhờ người khác? Hắn không muốn sự việc như của Kim Ngân Linh Vũ lại xảy ra thêm một lần nữa, bản thân mình bị người khác mang ra làm phương tiện để đạt được mục đích. Thực không dám giấu, trước đây lão hủ cũng đã từng đi nhưng bị người ngăn lại. Trúc lão mở miệng, lo lắng trong lòng đạo hữu lão hủ hiểu. Vấn đề khác lão hủ không dám hứa chắc, còn về phần tà ma trong đó thì không gì đạo hữu không thể giết được, điểm này ta có thể cam đoan. Còn như phiền phức, Trúc lão cười lên một tiếng lạnh lẽo, trên thân chợt hiện ra một cỗ sát cơ lăng lệ. Ma y thần giáo kia cùng lão hủ sớm đã không đội trời chung, lần này làm việc cũng là để giải quyết vấn đề đó. Mạc Cầu nhíu mày. Trong tĩnh thất, Vương Kiều Tịch khoanh chân đả tọa, đôi mắt đẹp nhắm chặt tập trung vào tu hành. Đệ tử của nàng là Hạ Vũ Mai đan tay vào nhau, gương mặt xinh đẹp kéo căng đi qua đi lại, thi thoảng lại nhỏ giọng thầm thì. Tốt! Tiếng bước chân khiến Vương Kiều Tịch bất đắc dĩ mở mắt. Ngươi vội vàng sốt ruột cũng vô dụng, cứ ngoan ngoãn chờ đợi tin tức là được, đi tới đi lui làm gì? Sư phó, Vũ Mai cong khóe miệng. Đây là cơ hội cuối để người cầu lấy linh dược, nếu không được thì chúng ta chỉ đành trở về tông môn tìm vận may thôi. Không sao, Kiều Tịch không đổi sắc mặt. Trước đây chúng ta còn không biết là có cơ hội này, vốn định từ bỏ,
lần này tới đây cũng xem như đánh cược tìm vận may mà thôi. Tiền bối đáp ứng tất nhiên là việc đáng vui mừng, còn nếu không đáp ứng thì cũng không phải việc nằm ngoài dự đoán. Tuy là thế nhưng, Vũ Mai dậm chân, chớ lên tiếng nữa. Vương Kiều Tịch đưa tay ra, có người đến. Nàng vừa dứt lời đã có tiếng đập cửa vang lên, mời vào. Một nam tử trung tuổi đẩy cửa bước vào, khuôn mặt mang theo ý cười nhìn Vương Kiều Tịch chắp tay thi lễ. Chúc mừng Vương trưởng môn, sư tổ đã đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Yên lặng, hai nữ nhân nhìn nhau, khuôn mặt mờ mịt. Thật, là thật, Vũ Mai ở bên cạnh như không tin vào tai mình. Vương Kiều Tịch ở bên cạnh thở ra một ngụm chọc khí, nàng lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp không giấu được một tia mừng rỡ. Làm phiền đạo huynh, Vương trưởng môn không cần khách khí, nam tử kia khoát tay. Nhưng sư tổ có nói, ngoài phần công đức đã tích lũy ra, Vương trưởng môn còn cần làm cho sư tổ một việc mới có thể đổi lấy nguyên tử linh mộc. À, Vương Kiều Tịch chớp mắt, xin hỏi là chuyện gì? Nàng cũng không quá bất ngờ với thông tin này. Dù sao theo kinh nghiệm những năm qua có được, nàng hiểu chỉ dùng công đức tích lũy thì khó mà đổi lấy linh vật được. Là việc có liên quan đến một chỗ tà ma, nam tử kia đưa tay ra sau. Vương trưởng môn theo ta đi, lão tổ sẽ có bàn giao. Trong khoảng thời gian này xin không ra ngoài, sẽ có người đi cùng người. Được, Vương Kiều Tịch gật đầu, ngẫm nghĩ rồi phân phó cho đệ tử. Ngươi cùng với Minh cô nương trở lại Bắc Xuyên đảo vực trước rồi ở tông môn chờ ta, có tin tức ta sẽ đưa về. Nhưng, Vũ Mai giữ người ra. Không sao đâu, Vương Kiều Tịch khoát tay. Ngươi lưu lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian, chẳng bằng trở về tông môn trước để tiết sư muội và mọi người an tâm. Được, Vũ Mai gật đầu, vẻ chưa nỡ buông bỏ. Sư phó nhất định phải cẩn thận. Được. Đi trên đường Phường Thị, Mạc Cầu đảo mắt nhìn thân ảnh quen thuộc ở xa xa, khuôn mặt hiện ra nụ cười nhạt. Cái gì? Đúng lúc ấy, hắn nhướng mày nhìn về một phía, nơi đó có hai nữ nhân vừa thu tầm mắt liếc nhìn nhau rồi lặng yên đi vào một hẻm nhỏ. Có chút bất thường. Trong ngõ tối, một nữ nhân nhỏ giọng. Đáng ra lúc này Vương Kiều Tịch phải rời khỏi Phường Thị rồi chứ, sao hiện giờ khuôn mặt nàng ta lại vui vẻ mừng rỡ thế kia? Trúc lão ở đây lai lịch bí ẩn, thực lực thâm bất khả chắc, lại giao du rộng lớn, nghe đồn còn đang vụng trộm mưu đồ việc gì, hắn không sợ giáo chủ cũng là bình thường. Một nữ nhân khác trầm ngâm, tuy nói có thể lấy được linh vật nhưng chưa chắc đã kết đan thành công. Việc đã đến nước này, chúng ta cứ truyền tin về đã rồi hãy nói. Đúng. Hai nữ nhân gật đầu, đưa tay lấy từ trong túi trữ vật một mai ngọc giản, bấm tay muốn truyền tin. Các ngươi định làm gì? Đột nhiên một âm thanh đạm mạc vang lên bên tai. Hai nữ nhân chỉ cảm thấy chân tay buông lỏng, mai ngọc giản đã biến mất không thấy đâu. Chương 588, phá trận. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, Vương Kiều Tịch được một người dẫn đường đi tới một đình viện ở biên giới Phường Thị. Ở đây đã có ba người chờ sẵn. Ba người này có hai nam và một nữ. Nữ tử khí chất đoan trang, vẻ mặt nhu hòa đầy ý cười, đôi mắt đẹp như bảo châu lưu ly, dưới Phật quang chiếu rọi tỏa ra quang huy rực rỡ cực kỳ thần dị. Một vị là lão giả tay cầm phất trần, râu dài ba tấc, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người cuối cùng là một trung niên ăn mặc như văn sĩ, đầu đội túc quan, chân đạp mãng giày, một tay cầm ngọc phiến thỉnh thoảng lại gõ lên lòng bàn tay đang mấp máy miệng nói gì đó. Mấy người này đều không che giấu khí tức trên thân thể và đều là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Nhất là trung niên dáng vẻ văn sĩ kia khí tức ngưng nhiên, thông thấu, mọi cử động đều có huyền diệu chi ý, sớm đã là tu sĩ đạo cơ viên mãn. Ba người này nhìn thấy Vương Kiều Tịch thì đều sáng mắt lên. Hôm nay nàng mặc đồ màu xanh nhạt, chân đạp giày vải có linh văn, mái tóc dài tùy ý xõa ở sau lưng. Da thịt nàng trắng hơn tuyết lại không tì vết như bạch ngọc, đôi mắt đẹp như làn nước trong xanh lại nội uẩn ngàn tình vạn oán. Nàng dậm chân đi tới, dáng vẻ phiêu nhiên xuất trần, khí chất hào hiệp, khí tức trên thân rõ là đạo cơ viên mãn. Trên người nàng còn ẩn hiện một cỗ ý vị âm dương tuần hoàn lặp đi lặp lại không dứt. Vị đạo hữu này rất lạ. Lão giả kia vung phất trần, chắp tay. Bần đạo Vô Trần và quán chủ Giang Đô ra mắt đạo hữu. Phạm Nhân Long của Trường Nhạc Bang xin chào tiên tử. Văn sĩ trung niên cung tay làm lễ, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Vương Kiều Tịch của Thương Vũ Phái. Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch chuyển động, nàng đưa mắt nhìn ba người, ra mắt các vị đạo hữu.
có nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, nghe nói còn có cả tông sư kim đan tọa trấn, nếu có gặp vấn đề gì hẳn là cũng có thể giải quyết được. Thương Vũ phái, nữ tử kia ra vẻ trầm tư. Ta nhớ ra tông môn này mới được thành lập cách đây ít năm ở gần Tống gia. Vương Kiều Tịch, đạo hữu đúng là trưởng môn của Thương Vũ phái. Không sai. Vương Kiều Tịch gật đầu. Xem ra ta nhớ không nhầm. Nữ tử kia mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu. Ta tên Ngọc Thanh, chính là trưởng công chúa của Trạch Quốc, cũng là trưởng lão của Huyền Tâm Tông. Ta không hay đấu pháp cùng người khác nên lần này mong được vương trưởng môn để ý nhiều cho. Công chúa khách khí rồi. Vương Kiều Tịch cúi người hành lễ. Đã là đồng đạo thì nên cùng để ý giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Nói đúng lắm. Vô Trần đạo trưởng cười gật đầu. Nhưng các vị có biết tiền bối bảo chúng ta tới là để làm gì không? Xem ra người này cũng vừa tới. Như Phạm Mỗ biết thì lần này tiền bối muốn nhờ chúng ta tiêu diệt một cứ điểm của Ma Y Thần Giáo. Phạm Nhân Long đưa tay phe phẩy chiết phiến. Ma Y Thần Giáo làm nhiều việc ác, dùng tà pháp hại người. Các tông môn đều có chung suy nghĩ, một khi phát hiện thì sẽ ra tay giết tuyệt. Lần này cũng vì lý do đó. Ma Y Thần Giáo, Vương Kiều Tịch nhíu mày. Giáo này hình như có quan hệ với yêu tộc thì phải. Không sai, Ngọc Thanh gật đầu. Nghe nói giáo chủ của Ma Y Thần Giáo là một vị người, yêu kết hợp. Kẻ này xuất thân thấp hèn nên không được mẹ đẻ và gia tộc chào đón. Khi còn nhỏ thì chịu đủ tra tấn dẫn đến tâm tính khác hẳn với người thường. Sau này nhân duyên hội tụ mà chứng được Nguyên Anh nên lập xuống Ma Y Thần Giáo. Bởi vì phương pháp tu hành của hắn quỷ dị, tâm tính hung tàn nên sau đó bị các vị chân nhân liên thủ diệt sát ở Hỗn Loạn Vực. Ma Y Thần Giáo không gượng dậy nổi. Có điều lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, ở địa giới Bắc Giang này chúng vẫn là một khối u ác tình lớn. Ngọc Thanh công chúa quả thực hiểu biết. Phạm Nhân Long mở lời. Lần này chúng ta đến đây đầu tiên là để trảm yêu trừ ma, thứ hai cũng là để mở rộng địa giới cương thổ. Lời ấy vừa thốt ra, sắc mặt mấy người không khỏi khẽ biến, không khí cũng trở nên tĩnh lặng. Trước đây Vương Kiều Tịch không biết, nhưng mấy ngày gần đây lui tới phường thị nàng cũng nghe được một ít tin tức. Bắc Giang rộng lớn, linh địa phần lớn nằm ở Bắc Xuyên đảo vực, có điều chỗ đó là thế lực của Cửu Giang Minh và Tứ Đại Thế Gia, người khác không bước vào được. Vô Trần đạo trưởng chắp tay. Hiện giờ có chư vị tiền bối tông sư tình nguyện dọn sạch hỗn loạn ở đây, đổi lấy an bình để tạo phúc cho chúng sinh, đây là việc đại thiện. Những người khác chỉ cười mà không nói, Vương Kiều Tịch càng không tỏ thái độ gì. Mặc dù thời điểm lập Thương Vũ phái nàng cũng có khảo sát hồi lâu, nhưng vì hiểu rõ nội lực bên trong của mình vẫn còn kém so với nhiều tông môn khác cho nên với nàng Bắc Xuyên đảo vực cũng tốt mà ở nơi đây cũng được. Chỉ cần có thể thành lập được Thương Vũ phái rồi làm cho nó phát triển thì nơi nào với nàng cũng là bảo địa. Còn việc Cửu Giang Minh hay Tứ Đại Thế Gia không cho phép có một khu vực không thuộc quyền quản hạt của mình không có quan hệ gì với nàng, những việc đó tự có những nhân vật cấp cao hơn phải lo. Khụ khụ, Phạm Nhân Long hò nhẹ hai tiếng rồi nói sang chuyện khác. Chư vị có biết lần này là vị tiền bối nào dẫn đội không? Nghe nói là một tán tu. Ngọc Thanh đáp. Người này xưng là Mạc Đại Tiên Sinh, nổi danh bởi đan thuật. Ta có nghe người này đấu pháp cũng rất lợi hại. Thân là công chúa của Trạch Quốc, trưởng lão của Huyền Tâm Tông, bối cảnh của nàng so với mọi người thì hơn nhiều, những tin tức nàng có được người khác đa phần là không biết. Mạc Đại Tiên Sinh, cái tên này làm Vương Kiều Tịch vô thức nhớ đến một vị cố nhân, nhưng cũng chỉ là ý niệm thoáng qua rồi nhanh chóng bị nàng đè xuống. Việc đó là không thể nào. Mấy người không dám nói nhiều về một vị tông sư kim đan. Những người đó thần niệm cường đại, không ai biết đối phương có nghe được mình nói chuyện hay không. Nhiều khi chỉ vì một câu nói vô tình mà trở thành đắc tội với một quý nhân. Mấy người này đều là trưởng môn, trưởng lão của các thế lực khác nhau, họ cũng không thiếu chủ đề để trao đổi. Không biết qua bao lâu, mấy người đang nói chuyện thì chợt phát hiện ra điều gì nên đều ngừng lại, thu liễm khí tức nhìn về phía chân trời. Bạch. Một đạo độn quang u lãnh đột nhiên hiện ra, không nhìn trận pháp mà đáp xuống. Người tới mặc hắc bào, bên ngoài như có như không âm khí, khuôn mặt giấu ở phía sau làm người bình thường khó thấy rõ tướng mạo nhưng khí tức trên thân thì lại không giấu giếm. Khí tức kim đan thông thấu, tương hợp với thiên địa quanh mình, không cần làm pháp cũng khiến bốn người có mặt cảm thấy hô hấp khó khăn. Đây là thiên nhiên áp chế cảnh giới. Trước mặt đối phương, bốn. Người muốn chống cự thì chỉ có thi triển thần thông pháp khí của tự thân chứ không có khả năng mượn nhờ thiên địa linh khí để thi pháp. Có âm thanh trầm thấp vang lên,
chính là bốn người các ngươi. Âm thanh này, Vương Kiều Tịch nhíu mày, trong lòng nổi lên cảm giác cổ quái. Âm thanh này có chút quen thuộc, nhưng nàng không hay gặp tông sư Kim Đan, từ giọng nói nàng không mường tượng ra được diện mạo của vị tiền bối nào đã gặp. Bẩm tiền bối, nếu chỉ có bốn người thì chính là chúng ta. Phạm Nhân Long cung tay làm lễ, thái độ trả lời không kiêu ngạo cũng không tự ti. Ừm, người áo đen gật đầu. Trúc lão nói các người đều là người có bản lĩnh, chờ sau sẽ dùng tới. Các ngươi nói ra nghe một chút năng lực của từng người. Đây cũng là việc nên làm, bởi đến lúc đối địch mỗi người đều nên biết thủ đoạn mà đồng đạo của mình am hiểu mà kết hợp cho tốt. Vâng, Phạm Nhân Long gật đầu. Vãn bối là Phạm Nhân Long, trở trường về độn pháp, ngự kiếm chi thuật, đã ngộ ra kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm, có thể giải quyết một ít đối thủ. Không tệ, người áo đen gật đầu, mặc dù ngoài miệng nói không tệ nhưng thanh âm lại không có chút biến đổi nào. Vương Kiều Tịch ở bên cạnh lại nhìn Phạm Nhân Long bằng ánh mắt kinh ngạc. Đối phương có thể lĩnh ngộ hai môn tuyệt kỹ kiếm đạo cũng làm nàng có chút bội phục. Tiểu nữ Ngọc Thanh. Ngọc Thanh tiến lên một bước nói. Thở nhỏ vãn bối thích nghiên cứu các loại trận pháp, tại lĩnh vực này cũng có chút tâm đắc, lần này phá trận có lẽ sẽ có tác dụng. A, à, người áo đen hơi biến giọng, thái độ như đang dò xét lại Ngọc Thanh một lần. Có thể. Vãn bối Vô Trần xin ra mắt tiền bối. Vô Trần chắp tay. Bần đạo có một môn pháp thuật tên tụ lý càn khôn, nghe nói ở chỗ kia có hai gốc thượng cổ linh thụ là thứ trúc tiền bối cần, bần đạo có lẽ sẽ hữu dụng. Ừm, người áo đen nhìn về phía Vương Kiều Tịch. Còn ngươi? Không biết có phải do ảo giác hay không, Vương Kiều Tịch cảm thấy ngữ khí đối phương nói chuyện với mình có thêm một chút nhu hòa, bớt đi một chút lạnh lùng so với mọi người. Vãn bối thiện về sát phạt chi thuật. Nàng cúi đầu cung kính. Vãn bối cũng đã ngộ ra kiếm khí lôi âm nhưng chưa ngộ ra kiếm quang phân hóa. Ngược lại âm dương nguyên tử pháp kiếm của vãn bối cũng có vài phần sắc bén. Loại thủ đoạn này không thể giấu được người khác. Mọi người nói ra với một tiền bối kim đan cũng không ảnh hưởng gì. Được. Người áo đen gật đầu. Vậy thì đi thôi. Nói xong hắn bấm tay. Đầu ngón tay có vô số đạo phù văn lưu chuyển cuốn lên khói trắng nồng đậm rồi hội tụ lại thành một đóa tường vân. Chỉ trong nháy mắt, tường vân đã phủ kín đình viện. Mấy người đứng trong đám mây chỉ thấy dưới chân như xốp lại không phủ phiếm, cùng một cỗ lực lượng huyền diệu che đi khí cơ quanh mình. Đi! Người áo đen vung tay. Một khắc sau, bạch, tường vân đằng không bay lên với tốc độ. Nhanh kinh người, những người ở trong đó lại đứng vững như bình thường. Chỉ có hoàn cảnh bên ngoài thì biến hóa nhanh chóng. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng có nét kinh ngạc. Tường vân dưới chân do pháp lực luyện thành lại giống như vật sống, phù văn bên trong biến hóa không ngừng phun ra nuốt vào khí cơ quanh mình, đồng thời mượn nhờ lực lượng thiên địa mà lướt về phía trước. Nếu ví hư không là dòng nước thì đóa tường vân giống như một con linh ngư du tẩu trong đó, nó không chỉ không bị sức nước ngăn cản mà còn mượn kỳ lực để tiến lên. Bốn người tự tin nếu toàn lực thi triển độn pháp thì có thể nhanh hơn so với tốc độ của đóa tường vân này, nhưng đóa tường vân gần như không cần tiêu hao pháp lực để di chuyển. Chỉ hơi động niệm là nó có thể bay mãi về phía trước, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Không hổ là tông sư Kim Đan, thủ đoạn thật cao minh. Vương Kiều Tịch lại một lần nữa sinh ra cảm giác quen thuộc. Đóa tường vân này làm nàng nghĩ đến một môn truyền thừa của Thương Vũ phái là Tam Thập Lục Tự Vân Triện Phi Độn. Cả hai có rất nhiều điểm tương đồng, chỉ có điều người áo đen tế linh phù ra không chỉ có 36 cái, tốc độ độn pháp cũng hơn xa cảnh giới luyện khí. Lắc đầu một cái xong, nàng không nghĩ nhiều nữa mà ngưng thần nín hơi, chậm rãi điều chỉnh trạng thái cơ thể để chuẩn bị cho việc đấu pháp. Hơn 10 ngày sau, chân trời hiện ra rất nhiều đám mây, hư không bỗng xuất hiện thêm những đám mây dung nhập vào trong tầng mây này. Trong đám mây kia có 5 người cúi đầu nhìn về hòn đảo ở phía dưới. Vùng nước này có nhiều đá ngầm, lại có âm chướng khí dày đặc hình thành một ác trận tự nhiên, người sống không ai muốn đến, linh vật cũng không sinh sống được. Ngọc Thanh mở lời, một phân đàn của Ma Y Thần Giáo ở ngay mé đông nam của đảo Hoang, trên đảo có ẩn giấu hai gốc linh thụ từ thượng cổ. Vãn bối hoài nghi hai gốc linh thị đó là do hậu nhân cấy ghép mà thành, mượn nhờ địa thế đặc thù nơi đây tẩm bổ mà lớn mạnh. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, vung tay lên. Tường vân ẩn vào hư vô hướng về phía dưới hạ xuống. Không bao lâu đã đến cứ điểm của Ma Y Thần Giáo. Trận pháp. Hai con người Ngọc Thanh lấp lóe, vầng sáng lưu ly đảo qua đảo lại,
trong con người chiếu rọi xuất hiện phù văn và linh quang. Trận này thoát thai từ bát quái trận, dùng đá làm cơ sở, lại có nhâm khôn, tuất thổ biến hóa, bên trong còn hai tầng trận pháp. Ừm, người bày trận này cực kỳ cao minh, ngươi có giải pháp chứ? Mạc Cầu ra điều suy nghĩ, ánh mắt hiện ra linh quang. Hắn cũng thông hiểu trận pháp nhưng nắm giữ phần lớn là kiếm trận, hỏa trận, những pháp thuật người khác tu hành hắn chỉ đọc lướt qua mà không chuyên tâm tìm hiểu. Với lại trận pháp vốn bác đại tinh thâm, cùng cấp bậc thì lượng tinh quang tiêu hao để cảm ngộ lớn hơn các môn khác đến mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Vãn bối có một pháp môn có thể nhìn ra tầng thứ nhất của trận pháp, nhưng sau đó sẽ làm người trong trận cảnh giác. Ba tầng trận pháp này tương dung lẫn nhau, không thể cùng một chỗ phá đi thì tầng thứ nhất cũng sẽ khôi phục lại. Ngọc Thanh ra vẻ sầu tư, nàng lắc đầu, nếu nghĩ cách phá giải hết thì không thể chỉ dùng vài ngày mà xong được. Mạc Cầu mở lời, tầng thứ nhất ngươi định phá như thế nào? Đi qua bên kia, Ngọc Thanh chỉ ngón tay. Dùng thân vị nhập, đi cửu cung, nhập bát môn, tính toán biến hóa của trận pháp, sau ba hô hấp trước mặt sẽ xuất hiện sinh môn. Ừm, Mạc Cầu gật đầu. Tiếp đó đi nữa sẽ có 118 đường, ta có thể nhìn ra 37 đường trong đó đều là tử lộ, ngươi thấy nên đi tiếp thế nào? Tiền bối cũng thông hiểu trận pháp. Ngọc Thanh ra vẻ kinh ngạc, nàng nghiêng đầu nhìn với vẻ mặt phấn chấn. Đó là cảm giác khi gặp được người đồng đạo với mình. Hiểu sơ một chút, Mạc Cầu lắc đầu. Ta còn chưa được xem là thông thạo, nhưng ta phản ứng nhanh hơn ngươi, tính toán so với ngươi cũng nhanh hơn, mạnh hơn, có thể giúp ngươi tiết kiệm chút thời gian. Không sai, hai mắt Ngọc Thanh sáng lên, nàng không nhịn được khẽ vỗ hai tay. Tông sư Kim Đan mỗi ý niệm có thể sinh ra trăm ngàn lần biến hóa, nếu dùng để thôi diễn nghiệm chứng trận pháp thì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đáng tiếc là, nàng nói dở chừng thì dừng lại thở dài. Tu vi của nàng đã đạt tới đỉnh phong, con đường phía trước cũng bị đoạn tuyệt không có khả năng đạt tới cảnh giới Kim Đan. Mà hai người rốt cuộc vẫn không phải là một người, không thể tâm ý tương thông, dù hợp lực cũng cần hao phí rất nhiều thời gian. Không sao. Mạc Cầu bình thản nói, rồi hắn bấm tay, một sợi linh quang hiện ra trước mặt Ngọc Thanh, địa ngục đồ dần hiện ra trong nhận biết của hai người. Ngọc Thanh chỉ cảm thấy ý niệm của mình khẽ động, trận pháp trước mặt bắt đầu biến hóa với tốc độ chóng mặt như theo tâm ý, gần như không có vướng mắc hay trắc trở nào. Đây là tâm ấn chi pháp, Mạc Cầu bình thản. Ngươi hiểu rõ về trận pháp hơn ta, hiện giờ ta đem lực lượng của tông sư Kim Đan thôi diễn cùng ngươi để khám phá trận pháp. Tâm ấn tâm chi pháp tuy nói huyền diệu nhưng với Mạc Cầu lại không có phiền phức gì. Thứ trở ngại duy nhất là hồn của Ngọc Thanh không duy trì được lâu. Tu sĩ đạo cơ khó có thể chịu đựng được thần niệm của tông sư Kim Đan trong thời gian dài. Theo như Mạc Cầu lý giải, bản thân hắn giống một cái ổ cứng khổng lồ. Tốc độ lưu truyền dữ liệu bên trong cũng rất nhanh nhưng không có bộ chip mạnh mẽ để xử lý, chỉ có thể dùng số liệu cưỡng ép thôi diễn. Ngoài chuyện hao tốn thời gian, lực lượng không nói, chẳng may mà đi sai đường thì lại phải trở lại từ đầu. Ngọc Thanh thì không giống như thế. Nàng có năng lực tính toán xử lý trận pháp rất cao, nhưng bản thân lại bị giới hạn bởi phần cứng không thể tăng tốc lên được, cũng không có bộ nhớ to lớn như Mạc Cầu. Hai người cộng lại với nhau mới xem như bù trừ, tương hỗ để đạt được hiệu quả cao nhất. Sau mấy ngày, Ngọc Thanh mở hai mắt, vẻ mặt hân hoan vui mừng. Hai tầng đầu đã bị phá, tầng cuối cùng có mấy điểm không hiểu rõ lắm, qua một hai ngày tới có thể sẽ xử lý xong. Không cần phiền phức như vậy, Mạc Cầu mở miệng nói, vậy là đủ rồi. Dứt lời, đóa tường vân quấn lấy mấy người bay xuống phía dưới. Các bạn đang nghe chuyện Mạc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 589, Thủ đoạn. Ở trên đảo, hộ pháp Ma Y Thần Giáo là Tào Sư Bằng chắp hai tay sau lưng nhìn về phía xa. Hắn mặc áo tơi, sắc mặt xanh lét, hai má gồ cao, khuôn mặt kỳ dị, nếu không nhìn kỹ sẽ có người tưởng lầm hắn giống như một con cóc tinh. Tinh thần không yên sao? Sau lưng hắn, Triệu Bán Sơn lên tiếng hỏi. Ta đã toàn lực thôi động trận pháp trên đảo, dò xét trăm dặm xung quanh cũng không phát hiện thấy có gì bất thường. Có lẽ ngươi đã lo lắng quá rồi, nếu thực sự có người muốn ra tay với chúng ta, liệu sẽ để chúng ta phát hiện ra sao? Tào Sư Bằng lắc đầu. Ngươi cũng biết, huyết mạch trên người ta rất nhạy cảm đối với những mối nguy hiểm,
chúng ta vẫn cần chuẩn bị thật cẩn thận. Nếu chúng ta không tự giải quyết được phiền toái thì phải thông báo cho trưởng lão ngay. Được. Triệu Bán Sơn mang vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng biết khó để vị lão hữu này cảm thấy yên tâm được, hắn đành nói. Có trận pháp ở đây, ngay cả tông sư Kim Đan đến cũng không thể trong nhất thời nửa khắc mà đánh vào được, người của chúng ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tào Sư Bằng thoáng an tâm, ánh mắt chiếu xuống nhìn tình cảnh hỗn tạp trên đảo hỏi. Lần này đưa được bao nhiêu người? Hơn 3.000. Triệu Bán Sơn nhếch miệng để lộ ra một nụ cười. Có nhóm thí nghiệm này, tốc độ của chúng ta có thể đẩy nhanh hơn, cũng có thể chuyển bọn chúng thành môn đồ, nếu thực không được cũng có thể xem như thực phẩm ăn uống. Nhóm người kia nói thế nào? Tào Sư Bằng nhìn đám người mặc đồ đen ở dưới chỉ. Thù lao không cần keo kiệt cho bọn hắn, chỉ cần chúng mang người về cho chúng ta là được. Yên tâm, Triệu Bán Sơn đáp. Đạo lý ấy ta. Ồ, hắn còn chưa dứt lời, vẻ mặt đã biến đổi, ánh mắt kinh nghi ngẩng đầu nhìn về một phương nào đó. Có chuyện gì vậy? Có người xông vào trận pháp, tốc độ rất nhanh, tầng thứ nhất của trận pháp đã bị phá. Sao có thể? Đệ nhị, tầng thứ hai cũng bị phá rồi. Mau gọi người. Tào Sư Bằng đại biến, vội vàng hô lên, đồng thời thân hình lóe lên thi triển độn pháp hướng về đối mối trận pháp mà đi. Một khắc sau, ô, âm thanh quỷ dị truyền ra khắp hòn đảo, các loại khí tức hỗn tạp nhau nhau từ trong địa huyệt, trong rừng rậm, đi ra, đông nam, tây, lên, bắc, xuống, tường vân bọc lấy 5 người lấp lóe trong hư không. Dưới linh quan pháp nhãn, 3 tầng đại trận bao phủ hòn đảo nối liền trời đất, phun ra nuốt vào nguyên khí, khí cơ vận chuyển cũng không bình thường. Còn mấy người mặc cầu giống như tường vân xuất nhập vô gian, từng chút một xâm nhập vào trong lại không động vào trận pháp. Không bao lâu, đám tường vân dừng lại, phía trước không đi nổi nữa. Ngọc Thanh tiếc nuối, xem tình hình chúng ta đã bị bọn chúng phát hiện rồi. Tiền bối, phải làm sao bây giờ? Mặc cầu không trả lời, chỉ nhẹ tay ném ra. Một thanh ngọc như ý óng ánh phá không mà ra rồi di chuyển xuống phía dưới. Ngọc như ý va chạm với trận pháp rồi đập nhẹ. Bành! Linh quang nở rộ, trận pháp vốn kín kẽ đã bị phá ra một lỗ thủng. Pháp như ý. Bảo vật này là do chân nhân Nguyên Anh ở Thái Ất Tông ban thưởng, phẩm giai cực cao, dùng nó để phá vỡ một tầng trận pháp tất nhiên là dễ như trở bàn tay mà thôi. Mặc dù đại trận đang tự chữa trị và liền lại với tốc độ rất nhanh, nhưng thời gian một chút đối với Mạc Cầu đã là quá đủ rồi. Bạch, đóa tường vân lóe lên một cái rồi hóa thành một sợi khói trắng lặng lẽ lướt qua chỗ sơ hở của trận pháp rơi vào trong đảo. Mạc Cầu phất tay, mấy khói tản ra, hoàn cảnh xung quanh đều lọt vào trong tầm mắt. Ở trên đảo có hai ngọn núi, góc cạnh gập ghềnh, bốn phía mở rộng tựa như hai cây đại thụ ở bên trong chống lên đỉnh núi. Mặt đất có đầy hố sâu, trong đó có những tu sĩ hình thù kỳ quái từ bên trong thò ra. Khắp người những người này là nước bùn, có cả lân giáp, có người đầy vết nứt, có người lưỡi dài hoa múa, gần như không có ai bình thường. Trong rừng rậm và trong đầm nước đều có khí tức của người tu hành xuất hiện. Chỉ là khí tức trên thân những người này không giống với tu tiên giả bình thường. Không có cảm giác thoát tục thông thấu, ngược lại là hỗn loạn, điên cuồng, tạp nham. Nhìn qua đã biết là tâm trí không bình thường. Ngao, giống. Những giáo đồ của Ma Y thần giáo này ngửa mặt lên trời gào to, tiếng kêu cổ quái hung tàn, ngoan lệ rồi đồng loạt bổ nhào về phía mấy người vừa xuất hiện. Từ xa nhìn lại, cây rừng lắc lư, nước bùn bắn tung tóe, vô số thân ảnh vừa gào thét vừa lao vọt lên, số lượng trong chốc lát đã lên tới cả vạn. Mặc dù khí tức một người không mạnh nhưng dựa vào số lượng lại tạo nên uy thế kinh người. Ông, xa xa, linh quang đột nhiên hộ tụ lại, một tia sáng thẳng tắp hút tới. Tia sáng mới đầu chỉ bằng ngón cái, sau khi hiện ra thì nhanh chóng biến lớn, chỉ chớp mắt thời gian đã lớn đến hơn 10 trượng. Oanh! Tia sáng hóa thành hỏa cầu bao trùm đối diện. Hỏa cầu chưa tới, cuồng bạo chi ý đã khiến mấy người Vương Kiều Tịch biến sắc, vô thức lui về phía sau muốn tránh. Bọn họ nhận ra bên trong hỏa cầu ẩn chứa vô số khí tức cuồng bạo cùng uy năng muốn hủy thiên diệt địa. Tu sĩ Vân Mộng Xuyên phần lớn đều tu hành thủy pháp, so ra thì trận pháp ưa thích hỏa hành như thế lại vừa vặn khắc chế bọn họ. Bạch, thân hình Mạc Cầu lóe lên đã xuất hiện tại phía trước hỏa cầu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người kia, hắn vươn bàn tay về phía trước thăm dò vào bên trong. Phần thiên đại chú.
hai mắt hắn sáng lên, thần niệm mà cầu tăng vọt như vạn vạn sợi tơ xuất ra, hung hăng đâm vào bên trong hỏa cầu rồi lao đi. Thần niệm cường đại, thuật khống hỏa huyền diệu của hắn làm hỏa cầu nội uẩn khí tức khủng bố nhanh chóng ổn định trở lại. Hỏa diễm không ngừng mở rộng cũng đình trệ. A, Mạc Cầu than nhẹ, năm ngón tay hư nắm. Ông, hỏa cầu toa lớn nhanh chóng co lại, chỉ qua thời gian một chớp mắt đã thu lại chỉ còn bằng một viên hoàn rồi bị Mạc Cầu nắm ở trong tay. Khí tức ẩn chứa trong đó khiến Vương Kiều Tịch run rẩy. Bá, Mạc Cầu bấm tay gảy nhẹ, viên hoàn hóa thành một sợi lưu quang quay ngược đường cũ rồi đụng vào một dãy nhà bên sườn núi. Tiếp sau đó, một tầng khí lãng mắt thường cũng có thể thấy từ ngọn sơn phong hiện ra quét sạch bốn phía. Oanh! Một sát na sau khi khí lãng quét qua, tiếng nổ đinh tai nhức óc mới vang lên rung động bốn phương tám hướng. Bụi mù sông cao trăm trượng, đỉnh núi to lớn ở đối diện biến thành từng mảnh nhỏ, vô số toái thạch ầm ầm đổ xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Có một đạo linh quang chói mắt xông thẳng tới chân trời, tiêu tán trong tầng mây lượn lờ như đang gửi cảnh báo đến chỗ nào đó. Mạc Cầu không đổi sắc mặt, hắn giơ cao tay, năm ngón tay mở rộng, lòng bàn tay hiện ra hỏa quang chói mắt. Liệt Nhật, Vương Kiều Tịch và mấy người ở phía sau chỉ cảm thấy một vùng trắng xóa, sóng nhiệt đảo qua thân thể. Chờ đến lúc hơi nóng qua đi, Bạch Mang Tiêu Thất bốn người mới hoàn hồn đưa mắt nhìn ra xung quanh. Gần vạn giáo chúng ma y thần giáo hóa thành từng ấy ngọn nến bốc cháy rồi không ngừng kêu rên. Ngọn lửa kia như một loại linh hỏa nào đó dùng thất tình lục dục của người ta làm thức ăn, càng đốt càng cháy rực, gặp nước không tắt, gặp đất đều có thể đốt cháy. Hai tay Vương Kiều Tịch nắm chặt lại, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tông sư Kim Đan, mạnh đến thế sao? Người này hạ thủ quyết tuyệt, ngoan độc cũng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Đối phương không nói một lời, chỉ giơ tay nhấc chân đã khiến gần vạn người sống không bằng chết. Thái độ không để ý đến sinh tử này có khác nào một tu sĩ tà đạo. Mấy người khác chứng kiến cảnh tượng ấy cũng đều biến sắc, tái mặt. Vô Trần, Vương Kiều Tịch, các ngươi xử lý linh thụ. Mạc Cầu lên tiếng ngắt ngang suy nghĩ của họ. Phạm Nhân Long, Ngọc Thanh giải quyết tạp ngư, tận pháp và tu sĩ đạo cơ của ma y giáo còn lại để ta xử lý. Vâng, mấy người gật đầu, dứt lời. Mạc Cầu hóa thành một đạo hỏa tuyến phóng thẳng tới trung tâm của trận pháp. Hắn vung tay lên, 18 đầu hỏa, long nóng bỏng, sống động như thật hiện ra giữa không trung, thân thể hỏa long vờn quang vây khốn một phương, cái miệng hả to thả ra liệt diễm. Oanh! Linh quang nở rộ, đá núi tan rã hóa thành nham tương cuồn cuộn trượt xuống dưới, trận pháp ở bên dưới cũng điên cuồng lấp lóe, vẻ như hết chống đỡ nổi. Ở trung tâm của trận pháp, Tào Sư Bằng và Triệu Bán Sơn cứng người, ánh mắt đã hiện ra vẻ tuyệt vọng, vô lượng thọ phúc. Vô Trần đạo trưởng vung khẽ phất trần, ánh mắt nổi lên một tia không nhẫn tâm rồi lập tức lắc đầu nhìn ba người đồng hành. Ba vị, động thủ đi. Việc đã đến nước này có nói nhiều cũng vô ích, trước mắt phải giải quyết vấn đề ở đây rồi mới nói đến chuyện khác được. Vị tiền bối Kim Đan đi cùng ra tay tuy có tàn nhẫn nhưng lại cùng phía với bọn họ, đối thủ cũng là người của ma y giáo, là những kẻ chẳng thiện lương gì. Ba người còn lại gật đầu rồi tản ra bốn phía. Cao thủ đều đã bị Mạc Cầu vây khốn, những đối tượng còn lại không khiến bọn họ kiêng kỵ. Ngay cả Ngọc Thanh vốn không thiện về đấu pháp thì cũng là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, giải quyết đáp giáo chúng phổ thông của ma y thần giáo dễ như trở bàn tay mà thôi. Vô Trần, Vương Kiều Tịch thì nhanh chóng hướng tới hai đỉnh núi, sử ra pháp thuật cuốn lấy linh thụ. Ầm ầm. Không bao lâu sau, sơn phong rung động, toái thạch lăn lộn, hai gốc linh thụ hình thái quỷ dị cao hơn trăm trượng đã chậm rãi thoát ly hòn đảo. Linh thụ không chỉ là thánh vật trên đảo mà còn là đầu mối trận pháp. Việc nó di chuyển cũng ngay lập tức làm ảnh hưởng đến trận pháp, một số khu vực bắt đầu vỡ vụn, Mạc Cầu động thủ càng thêm dễ dàng. Lúc này Mạc Cầu đã sớm tiến vào trung tâm của cứ điểm. Linh quan pháp nhãn mở ra mấy chỗ mật thất, tay áo dài của hắn vung lên, tất cả linh vật đều bị hắn thu lại. A, Thiên Yêu Bảo Điển. Một bản sách to đến nửa thước làm Mạc Cầu chau mày, hắn tiện tay thu luôn cả lại. Thiên Yêu Bảo Điển này thanh danh không nhỏ, nó chính là bảo điển truyền thừa của ma y thần giáo. Vị giáo chủ bán yêu trong truyền thuyết cũng tu hành pháp môn này. Tất nhiên, sau khi hắn chết, ma y thần giáo bị đoạn mất truyền thừa, bản Thiên Yêu Bảo Điển ở đây chưa chắc đã phải là bản gốc. Môn công pháp này hẳn chỉ là bán thành phẩm, một số điểm giống với Tam Chuyển Nguyên Công nhưng không hoàn toàn giống. Ra khỏi động phủ,
Mạc Cầu dấy lên một cảm giác khác lạ, hắn ngẩng đầu nhìn về chân trời xa xa. Sau một lát ngẫm nghĩ, hắn vươn năm ngón tay đè ép, nghiền nát mấy vị đạo cơ còn trèo chống trận pháp rồi hướng về mấy người Vương Kiều Tịch ở xa xa. Có mấy vị kim đan đang tới, ta sẽ đi ngăn lại. Các ngươi cất kỹ linh thụ rồi đi trước đến điểm hẹn, phàm nhân nơi này từ từ hãy xử lý. Vâng, mấy người Vương Kiều Tịch gật đầu, Mạc Cầu vung tay áo, thân thể hóa nhập vào không trung. Trên ngọc bài, vô số đạo, mệnh hỏa theo nhau tắt ngúm. Dưới lớp áo tơi, một khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra vẻ âm trầm, hai con mắt như mắt rắn điên cuồng lấp lóe, cái lưỡi tê tê rung động. Là ai? Chết tiệt, sao lại nhanh như vậy? Lốp bốp. Lôi quang u ám trên người liên tiếp nổ tung, tốc độ của Chu Thế Trương lại một lần nữa tăng lên, cả người hắn như một sợi u quang cấp tốc bay về phía trước. Bỗng nhiên, độn quang đình trệ lại giữa trời, một sợi tơ yếu ớt lặng lẽ thoát ra từ sau lưng hắn, hướng về hư không cách đó không xa quất tới. Sợi tơ như chia cắt hư không, một đạo bạch ngân xuất hiện từ trống rỗng. Bạch. Một đạo hư ảnh lóe lên rồi biến mất, ở phía xa xuất hiện một thân hình. Mạc Cầu cúi đầu nhìn ống tay áo vừa bị xé rách, trên cánh tay cũng có vết máu nhàn nhạt thì vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Đây là pháp bảo gì? Nhục thân của hắn mạnh viễn siêu tu sĩ cùng giai, thậm chí có thể ngạnh kháng pháp bảo mà không bị thương tổn. Thế mà sợi tơ kia chỉ khẽ vạch qua đã khiến cánh tay hắn phải xuất huyết. Chương 590, Ngân xà điếu tẩu. TT, Chu Thế Trương dựng đôi mắt băng lãnh nhìn Mạc Cầu, sát cơ trên mặt như hóa thành thực chất. Kim Đan, ngươi là ai? Tông sư Kim Đan ở Bắc Giang mặc dù không ít nhưng hầu như đều có thanh danh. Người áo đen trước mặt hắn đây không giống với bất luận một ai trong trí nhớ của hắn. Nếu nói đối phương vừa mới tấn thăng thì khí tức tỏa ra không thể tịch mịch như thế. Thân là tông sư Kim Đan mà lại giấu mình tập kích, vừa rồi nếu không nhờ đồ vật trên người phát ra cảnh báo thì hắn cũng bị mắc lừa rồi, trong lòng hắn không khỏi giận dữ. Trưởng lão Ma Y Giáo, Ngân xà điếu tẩu Chu Thế Trương. Trong lúc đối phương quan sát kỹ mình, Mạc Cầu cũng không bỏ lỡ việc quan sát đối phương. Người này mặc áo tơi, đội mũ rơm, mang theo giày, sọt cá, lưỡi câu, thân thể khom xuống không khác gì một lão tẩu câu cá trên sông. Khí tức trên người đối phương không rõ ràng làm người khác không dám khinh thường. Vừa rồi là người này phát hiện ra thuật ẩn nấp của hắn, lại dùng dây câu và cần câu phá vỡ cánh tay của hắn. Những ngày gần đây Mạc Cầu đã nghe, ngoài giáo chủ Lại Thiên Y ra thì Ma Y Giáo còn có tứ đại trưởng lão, bốn người đó đều là tông sư Kim Đan. Trong đó có một người, 30 năm trước rơi vào tay Trúc Lão, mặc dù sau đó lại bị Lại Thiên Y cứu đi nhưng từ đó không rõ tung tích, không biết còn sống hay đã chết. Ba người còn lại đều có đặc điểm riêng, Ngân xà điếu tẩu Chu Thế Trương cũng vậy. Thật may, đối phương cũng có tu vi Kim Đan sơ kỳ nên Mạc Cầu không sợ. Ngươi nhận ra ta? Hai mắt Chu Thế Trương nheo lại, âm thanh vang lên sắc nhọn. Xem ra, việc xảy ra trên đảo là do các hạ làm phải không? Không sai. Mạc Cầu gật đầu, đại thủ vung khẽ, nguyên khí thiên địa hội tụ quanh mình, mấy con hỏa long mở miệng gào. Thét, tại hạ nhận ủy thác của người khác đến đây để giết ngươi. Tu sĩ của Ma Y Giáo chính là tà đạo, bọn họ lấy việc ăn người, tế hồn làm phương pháp tu hành chủ yếu, ai cũng có thể tru diệt. Tà đạo bậc này không giống với Hợp Hoan Tông. Mặc dù Hợp Hoan Tông cũng dùng tà pháp nhưng tự thân không bị mê thất, công pháp có thành quả cũng khó phân ra chính tà. Còn Ma Y Thần Giáo thì từ đầu đến đuôi đều là tà đạo cả. Không, bọn họ có thể gọi là ma đạo. Loại người này, dù Mạc Cầu không phải là người hiếu sát thì khi gặp được cũng sẽ tiêu diệt không tha. Giết ta! Chu Thế Trương cười lạnh. Chỉ dựa vào ngươi sao? Dứt lời, vô số sợi tơ màu trắng đã điên cuồng xuất ra như một tấm lưới lớn hướng về Mạc Cầu phủ xuống. Lần này thì Mạc Cầu nhìn ra rõ ràng, những sợi tơ kia là do dây câu tạo thành. Những sợi dây này vô cùng mảnh mai, mắt thường gần như không thể tra ra, lại có thể kéo dài vô hạn. Giống. Mạc Cầu vung một tay lên, hỏa long bên cạnh ngửa mặt lên trời gào thét rồi thân thể lao mạnh về phía trước đón lấy lưới tơ, mồm phun liệt diễm nồng đậm. Lần tiếp xúc vừa rồi làm Mạc Cầu hiểu ra đặc chất của sợi tơ kia. Băng lãnh, túc sát, vật này chính là do linh vật có thủy tính luyện chế mà thành, mặc dù vô cùng sắc bén nhưng vừa hay lại bị pháp thuật hỏa hành khắc chế. Hắc hắc, ở đối diện, Chu Thế Trương híp mắt cười lạnh, cần câu phía sau rung nhẹ,
dây câu gia tốc lướt tới. Gì? Hai mắt Mạc Cầu co rút lại, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Sao có thể như vậy? Chính mắt hắn thấy dây câu bị liệt diễm xoắn lấy, nhưng hỏa long nội uẩn rất nhiều linh hỏa lại không chịu nổi một kích bị chém thành khối vụn. Mạc Cầu mặc dù thiếu thốn pháp thuật hành hỏa của cảnh giới kim đan nhưng cũng không nghĩ thuật pháp hành hỏa của bản thân lại kém cỏi như thế. Được tạo thành từ dung hỏa quyết, hỏa thần chú, hỏa sát chân cương lại dung nhập rất nhiều linh hỏa đỉnh phong, phần thiên đại chú của hắn đã có thể xưng là bí pháp đỉnh phong ở cảnh giới kim đan. Tu sĩ cùng cảnh giới kim đan nếu chỉ luận về phương pháp khống hỏa thì cũng rất ít người có thể so sánh với hắn. Ngay cả pháp bảo, một khi lâm vào biển lửa trong thời gian dài thì linh tính cũng sẽ bị hao tổn. Nhất là chú sát chi thuật trong đó có thể gây hại tới thần hồn, địch thủ nhiễm phải cảm giác như trong xương có giòi bò rất khó loại bỏ. Thế mà sợi dây câu kia gần như không bị ảnh hưởng gì. Không có tác dụng gì đâu. Chu Thế Trương liên tục cười lạnh. Dây câu của ta chính là do linh tàm vạn năm thả ra, nó dung hợp lực lượng của huyền tinh thiên ngoại, trải qua vô số đại pháp vô thượng của sư tôn luyện chế mà thành. Linh hỏa bình thường ư? Hừ. Trong tiếng cười lạnh, một vòng hàn mang xuất hiện bên trong tấm lưới rồi nhẹ nhàng bật lên, xuất hiện ngay phía trước Mạc Cầu. Lưỡi câu này lớn chừng bàn tay, uốn lượn hình tròn lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Đối phương vẩy một cái đã đâm rách rất nhiều thuật pháp phòng ngự của Mạc Cầu. U Minh Vô Ảnh Kiếm Độn trước lưỡi câu này cũng không chịu nổi. Đinh, một thanh trường đao đen nhanh xuất hơi nây trước lưỡi câu, thân đao run rẩy, lực lượng to lớn hiện lên rồi đánh bay lưỡi câu ra ngoài. Có điều, phía sau lưỡi câu chính là dây câu kéo dài đến vô cùng tận. Cự lực chuyển theo dây câu đến khi chạm tới người Chu Thế Trương thì 10 phần không còn lại một, không thể đả thương được hắn. Bạch, lưỡi câu mượn lực bay ngược trở lại, nó biến đổi theo một môn võ kỹ tinh diệu rồi đánh xuống. Sau khi tiến giai kim đan, hồn phách tu sĩ cũng hiển hỏa, không cần chuyên môn tu luyện thì ý niệm, trí tuệ cũng hơn xa người thường. Võ kỹ, thuật pháp thậm chí là thần thông phức tạp trước kia ở trong tay tông sư kim đan lại trở nên dễ dàng không chút vướng mắc. Huống hồ, mặc dù hiện nay ma y giáo thanh danh không hiện, người người kêu đánh nhưng trước kia đó vẫn là một thế lực đỉnh phong ở Vân Mộng Xuyên. Có chân nhân Nguyên Anh tọa chấn, truyền thừa bất phàm không phải tông môn phổ thông có thể so sánh được. Chu Thế Trương là một trong tứ đại trưởng lão của ma y giáo, sao có thể thiếu thủ đoạn đối địch được? Chết đi! Theo tiếng quát vang lên, lưỡi câu như thuấn di xuất hiện sau lưng Mạc Cầu, nhẹ vạch một cái, linh quang lóe lên xé rách nhục thân. Hô! Âm phong thổi qua, thân ảnh Mạc Cầu đã xuất hiện ở bên ngoài. Sắc mặt hắn ngưng trọng, đưa tay sờ ra sau lưng. Dưới lớp áo bị xé rách, mặc dù da thịt không hư hại gì nhưng lại có cảm giác đau đớn khác thường. Hắc hắc! Chu Thế Thương cười ngạo mạn, lưỡi câu lắc lư trước mặt hắn. Thủ đoạn của các hạ không tồi, thân thể có thể hóa vào hư vô, tan vào u minh giới khiến người thường khó mà đụng vào được chứ đừng nói tới việc công kích. Chỉ bằng vào năng lực này, trong đấu pháp có thể đứng ở thế bất bại rồi. Đáng tiếc! Hắn than khẽ một tiếng rồi đưa tay khẽ bóp lên lưỡi câu, một sợi khói bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Lưỡi câu của ta có thể không đả thương nhục thân của các hạ được nhưng lại có thể thu lấy khí tức, đoạt đi nguyên thần. Nhục thân các hạ không yếu nhưng nó vẫn là nhục thân mà thôi. Nói xong, đối phương bóp ngón tay, ánh mắt hiện ra lãnh quang hư ảo. Âm xà phệ hồn chú. Vừa dứt lời, từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng vô hình xuyên qua lòng bàn tay Chu Thế Trương, cách không xuất hiện trong thức hải của Mạc Cầu, bộ dáng như ngàn vạn con độc xà không ngừng luồn lách. Độc xà như phong kiếp muốn thổi tan thần hồn. A, Mạc Cầu nheo mắt, tỉ mỉ cảm nhận chú thuật đột kích của đối phương xong thì không khỏi lắc đầu. Pháp bảo không tệ, tiếc là thủ đoạn không được cao minh cho lắm. Cái gì? Chu Thế Trương sững người lại. Chú sát bậc này hơn trăm năm trước Mạc Mỗ đã bỏ đi không dùng. Thế mà đạo hữu vẫn còn ỉ vào ư? Sau tiếng than nhẹ, Mạc Cầu lập tức khẽ bóp vào kiếm chỉ. Đạo hữu, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Bạch, trong hư không đột nhiên hiện ra 18 đạo điện mang màu u lam. Dây tóc điện mang mảnh mai dựng đứng dài đến gần một trượng, 18 đạo điện mang như 18 kiện phi kiếm, phong mang lăng lệ tỏa ra bao phủ cả trăm dặm quanh đó trong nháy mắt. Hai mắt Chu Thế Trương co rút lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, dây câu vờn quanh người cũng dần co vào trong, ám dụng thế thủ luyện kiếm thành tia. Luyện kiếm thành tia. Trên kiếm quang phân hóa và kiếm khí lôi âm,
chỉ có tông sư kim đan mới có thể tương hợp cùng với pháp bảo để tu thành thần thông kiếm đạo đỉnh phong. Ở cảnh giới đạo cơ hiếm có người tu thành kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa như thế nào, thì ở cảnh giới tông sư kim đan cũng ít có người luyện thành luyện kiếm thành tia như thế. Không tệ, Mạc Cầu gật đầu, đạo hữu, mời tiếp chiêu. Dứt lời, 18 đạo điện quang du tẩu giữa trời, đan xen, đem một khu vực hơn 10 dặm xung quanh bao phủ lại. Thái Ất luyện ma kiếm trận, đôm đốp, oanh, lôi đình chói mắt từ chân trời giáng xuống, sau khi co lại thì dung hợp cùng với lôi quang. Chỉ trong nháy mắt, kiếm trận, lôi đình, pháp bảo cùng dung hợp, một tiểu thế giới tràn ngập lôi đình sinh ra từ hư không, bên trong lấp ló một bóng người. Lốp bốp, bóng người du tẩu, dây câu vần vũ nhưng không thoát khỏi phạm vi bao phủ của kiếm trận. Vô số đạo điện quang rơi xuống như mưa, chạm vào thân thể Chu Thế Trương. Lớp áo tơi trên người hắn rung động, đánh lui lôi đình bảo vệ nhục thân bên trong. Cái áo tơi kia cũng là một kiện bảo vật. Mạc Cầu nheo mắt, vẻ mặt không biến đổi, 10 ngón tay biến hóa khẽ điểm về phía bóng người bên trong kiếm trận. Định, băng, thập phương sát đạo, băng thiên ấn, bành. Thân thể Chu Thế Trương chấn động, linh quang trên người bắn ra tung tóe, lôi đình đầy trời đánh xuống bao phủ hoàn toàn đối phương. Mạc Cầu cũng không dừng tay, tay áo dài của hắn khẽ vung lên, phá pháp như ý tìm khe hở mà ra, độn vào trong trận pháp mà gõ nhẹ. Răng rắc, một vết nứt đã xuất hiện trên cái áo tơi của đối phương. Lôi đình xung quanh như cá ngửi thấy mồi đồng loạt sao động hướng về khe hở đó mà công kích thẳng vào nhục thân ở phía trong. Đôm đốp, a, à, Mạc Cầu kinh ngạc. Pháp nhãn của hắn thông thấu, mặc dù tình cảnh xung quanh hỗn loạn nhưng hắn vẫn nhìn rõ, áo tơi trên người đối phương lại sinh ra một lớp vảy bạc. Vảy rắn, chả trách đối phương lại được gọi là ngân xà điếu tẩu. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể Chu Thế Trương lắc lư, từ cái sọt cá phía sau phát ra một luồng khói đen, làm khói dùng tốc độ kinh người khuếch trương, bên trong vang lên cả tiếng kêu quái lạ. Trong Thái Ất luyện ma kiếm trận, bất kỳ âm tà chi vật gì cũng sẽ chịu khắc chế, nhưng làn khói đen kia vẫn có thể không ngừng biến lớn, còn bên trong có từng đầu quái ngư đen như mực há miệng xông ra. Trong miệng chen trúc răng nanh, khói đen công kích vào lôi quang. Đôm đốp, lôi đình giáng xuống, hắc ngư tan thành mây khói, mà điện quang cũng theo đó tan biến. Hắc ngư kia chính là một chủng linh thú da thô thịt thô, trời sinh bản tính hung tàn, không ngờ nó cũng bị người ta luyện thành bảo vật. Bạch, thừa dịp kiếm trận bị áp chế, một đao lưu quang màu bạc như lôi đình từ trong sông ra, rít lên một tiếng kéo dài rồi vung vẩy cần câu lao về phía Mạc Cầu. Đến hay lắm, Mạc Cầu hít sâu một hơi, hắn duỗi bàn tay, một thanh trường đao đen nhánh đã hiện ra. Từ sau khi tiến giai kim đan, mặc dù Mạc Cầu có mấy lần động thủ nhưng đều ẩn giấu thân phận, không dám toàn lực ứng phó, cũng chưa chân chính để lộ thực lực. Riêng lần này, bao nhiêu tích tụ từ lâu hắn có thể hoàn toàn bộc phát ra hết. Đao quang mang theo thiền ý nhàn nhạt như gió nhẹ lướt qua chân trời, giống như Phật tổ nhặt hoa mà nở nụ cười, cứ thế xuất hiện trước mặt ngân xà điếu tẩu. Địa tàng bản nguyện đao, trảm nhân quả, đoạn trần duyên, tiễn đối phương nhập vào luân hồi, đao xuất là tuyệt sát. Bạch, hai mắt ngân xà điếu tẩu trợn lên, con người lần đầu lộ ra một tia hoảng sợ, cần câu trong tay lóe lên đột ngột ngăn trước đao quang. Đường, đao và cần câu va chạm, lực lượng to lớn bộc phát, Chu Thế Trương kêu lên một tiếng thất thanh rồi cả người ngã ngửa ra sau lao về tầng mây lơ lửng. Phốc, tầng mây nặng nề bị hắn va chạm tan thành mây khói. Sau một kích này, kết quả thu được lại khiến Mạc Cầu nhíu mày. Địa tàng bản nguyện đao không phải cứ nghĩ là có thể xuất ra ngay. Với thực lực hiện giờ của Mạc Cầu, hắn cần phải ngưng tụ tinh khí thần rồi mới chém ra được. Sau một kích thì thực lực bản thân cũng sẽ bị suy yếu. Hắn vốn cho rằng chỉ cần một đao là có thể giải quyết đối thủ, không ngờ kết quả không như hắn nghĩ. Thật cổ quái. Ngay từ lúc đầu ẩn nấp bị đối phương phát hiện ra cho đến lúc địa tàng bản nguyện đao bị đối phương ngăn lại, Mạc Cầu có cảm giác đối phương có một năng lực kỳ diệu nào đó có thể phát hiện ra nguy hiểm trước khi nó xuất hiện một khoảng thời gian nhất định. Đã như vậy, Mạc Cầu cau mày, vẻ mặt dữ tợn, da thịt trên người dần trở nên đỏ ửng, huyết mạch căng lên như muốn phá thể. Một khắc sau, oanh, liệt diễm chói mắt nổ tung giữa trời, một hỏa nhân xuất hiện giữa không trung, liệt diễm nồng đậm như áo choàng sau lưng hắn tản ra, trải rộng gần một dặm. Hỏa thần pháp tướng, hai, bành, tiếng động trầm đục vang lên,
khí tức trên người hỏa nhân cũng tăng vọt, một cỗ rung động khiến thủy vực phía dưới ầm ầm dậy sóng. Thập đại hạn, hoàn toàn khai mở, giết! Sau một tiếng gầm giận dữ, thân ảnh Mạc Cầu lướt qua hơn 10 dặm trong nháy mắt, trường đao thẳng tắp chạm xuống người Ngân Xà Điếu Tẩu. Thập phương sát đạo, nhất tự minh tâm chạm. Lực lượng to lớn vô tận từ trên đao bộc phát, Chu Thế Trương cảm thấy như mình bị một dãy núi đụng phải, thân thể run lên, thức hải trống rỗng. Da thịt trên người ầm ầm nổ tung, huyết nhục tan nát bắn ra như mưa. Các bạn vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.